Trình gặp gành vài ngày quả thật chỉ khoảng 2 ngày là đến. Có điều chuyện được nghiêu hữu đạo cõng đi, bản thân nàng khó mà mở miệng. Đi đường vất vả chắc mệt rồi nhỉ, đừng ngồi xổm ở đây nữa, có chuyện về nhà từ từ nói đi. Thấy nàng ngồi xổm không được tự nhiên, biết chân nàng không thoải mái, mông sơn minh phất tay. Cả nhóm xoay người đi tới một viện tử giống như miếu đường, có thể nói đây là kiến trúc tốt nhất trong cả thôn này. Trong chính đường rộng rãi, mùi hương hỏa nồng đậm, sau lư hương là một dãy đầy linh bài xếp theo dạng bậc thang từng cái tên viết trên đó đây đều là bài vị của tướng lĩnh các đời bài vị của ninh vương thương kiến bá và hai con trai cũng ở trên đó thương thục thanh tiến lên dâng hương bái tế sau đó ngồi trên một cái ghế cạnh mông sơn minh trong đại đường kể những gì hai huynh muội trải qua sau khi ninh vương qua đời trong lúc nói chuyện không hề giấu giếm gì mông sơn minh những người khác đều bị mông sơn minh cho lui có một số việc không thể để quá nhiều người biết thực ra tình hình đại khái mông sơn minh cũng đã biết. Dù sao từ trước tới nay bên Lam Như Đình vẫn duy trì mật tín lui lại, nhưng có vài chuyện không tiện nói quá kỹ trong mật tín, chỉ có thể nói tương đối mù mờ, sợ kim xí không cẩn thận rơi vào tay người khác sẽ xảy ra chuyện, nên giờ dĩ nhiên phải hỏi cho thật kỹ. Sau khi hai người hàn huyên một lúc, La An bước nhanh vào, muốn nói nhỏ với mông sơn minh. Mông sơn minh vươn tay giật mạnh dâu quai nón của La An, trông thì nho nhã mà ra tay cũng nặng thật, khiến La An ui dai một tiếng. Chát, tay mông Sơn Minh vừa đặt xuống liền tiện tay bộp lên má La An một cái, quận chúa đâu phải người ngoài, người lén lút làm cái quái gì. Có lời gì không thể nói trước mặt quận chúa, La An xoa xoa gương mặt, xấu hổ, nhất thời không chú ý, quên mất. Trông thì có vẻ là một đại hán thô lỗ dâu quai nón nhưng trước mặt mông Sơn Minh thì vô cùng đường hoàng. Thương Thục Thanh hé miệng cười một tiếng, xem ra võ nghệ trên tay mông bá bá không hề giảm đi. Tàn phế rồi, không được nữa rồi. Mông Sơn Minh cười khoát tay, quay đầu hỏi La An, chuyện gì, nói đi. La An, người tới cùng quận chúa đi lung tung khắp thôn, có nhiều chỗ không biết có nên cản lại không. Thương Thục Thanh nghe xong liền biết là nói viên cương. Mông Sơn Minh lạnh nhạt nói, vương gia có thể để người này tới dĩ nhiên là người tin tưởng được, có gì mà phải cản. Đi thông báo một tiếng, đừng để gây ra hiểu lầm gì. Thương Thục Thanh cũng bồi thêm một câu, với hắn đúng là chẳng có gì phải giấu giếm cả, đã tới rồi thì có một số việc không thể giấu được nữa, La An lập tức bước nhanh rời đi, Mông Sơn Minh cũng lập tức chú ý đến vấn đề này. Nhìn thấy quận chúa quá kích động suýt quên mất, nghe nói đệ tử Quan môn của Đông Quách Tiên Sinh cũng tới, vì sao không thấy lộ diện? Thần Sắc Thương Thục Thanh có vẻ ngưng trọng, chắc là có việc trong mật đạo gặp chút phiền phức. Nàng kể lại tình huống bất ngờ gặp phải trong mật đạo. Vẻ mặt Mông Sơn Minh cũng ngưng trọng, lại có cả quỷ mị ký túc trong đó, nếu không diệt trừ sợ là có chút phiền phức. Thương Thục Thanh, nếu như ta đoán không nhầm hắn không xuống núi là để giải quyết việc này. Mông Sơn Minh, có nắm chắc không, có cần cử người đi phối hợp không? Thương Thục Thanh, nếu hắn đã hành động thì chắc là nắm chắc. Mông Sơn Minh lo lắng nói, trong mật đạo chưa từng giao thủ, không biết năng lực đối phương nông sâu thế nào, quận chúa lấy gì mà có thể chắc chắn như vậy. Thương Thục Thanh, mông bá bá, người có chỗ không biết. Vị đệ tử quan môn của Đông Quách tiên sinh này có lẽ không phải người có tu vi cao nhất trong số đệ tử của ông ấy, nhưng năng lực tuyệt đối mạnh nhất. Kể ra, hắn vốn là trưởng môn đương nhiệm của Thượng Thanh Tông. Thương Thục Thanh kể lại chuyện Nghiêu Hữu Đạo bị giam lỏng ở Đào Hoa Nguyên, mình đã mời hắn xuống núi như thế nào, chuyện xảy ra ở Nam Sơn Tự, Nghiêu Hữu Đạo lại giúp Thương Triều Tông kết hôn như thế nào, nhờ Phượng Lăng Ba để đặt chân ở huyện Thương Lư như thế nào, về sau làm thế nào đi tới đây. Kể hết từ đầu chí cuối, chương 141, âm dương khác đường, Mông Sơn Minh lắng nghe xong, thần sắc lộ vẻ đăm chiêu, nói, đúng là một người có năng lực, có điều thủ đoạn không quang minh lắm, người này đứng giữa chính và tà. Có điều trong thời loạn thế này, quá mức quang minh chưa hẳn có thể giúp đỡ chính nghĩa, Thượng Thanh Tông bỏ qua một nhân tài thế này ngược lại đã giúp vương ra một đại ân. Hai, đáng tiếc cho nỗi khổ tâm của Đông Quách Tiên Sinh, Thượng Thanh Tông đã hoàn toàn xuống dốc rồi. Vương ra chịu ủy khuất rồi, quay đầu nhìn về phía bài vị của Ninh Vương trên chính vị của nội đường, ông thở dài một tiếng. Đường đường thế tử của Ninh Vương mà rơi vào tình trạng phải phụ thuộc Phượng Lăng Ba, chắc hẳn dù thương Triều Tông đã hạ mình lấy nữ nhi của Phượng Lăng Ba mà vẫn bị người ta xem thường, cảm thấy tiện nghi cho y. Sau đó, Thương Thục Thanh lại nói với ông về kế hoạch định chiếm cứ quận Thanh Sơn của Thương Triều Tông và Lam Như Đình. Đây không phải chủ ý của nàng mà là trước khi đến Thương Triều Tông và Lam Như Đình đã thông báo với nàng, muốn nghe thử ý kiến của Mông Sơn Minh. Vẫn câu nói đó, Kim Sĩ đưa tin chưa hẳn ổn thỏa, can hệ trọng đại, có một số việc không tiện nói trong thư tín mông sơn minh từng là đại tướng số một dưới trướng ninh vương phương diện chiến lược chắc chắn xuất sắc bên kia muốn trưng cầu chút ý kiến của ông mông sơn minh hơi suy tư chậm rãi nói ta đã rời đi quá lâu trong lúc nhất thời ta cũng không thể nói gì về thế cục bên ngoài được quận chúa hãy cho ta suy nghĩ thật kỹ rồi sẽ đưa câu trả lời sau đó ông lại hỏi thêm chút chuyện khác rồi cho người đưa thương thục thanh đi rửa mặt nghỉ ngơi sau khi xe lăn được đẩy đến thư phòng mông sơn minh đích thân viết mật tín bảo người cho Kim Sí truyền tin cho bên Thương Triều tông nói Thương Thục Thanh đã đến nơi an toàn, mong Thương Triều tông an tâm. Lúc trạng vạng tối, ngưu Hữu đạo đứng chống kiếm trên núi nhìn mặt trời lặn, thần sắc bình tĩnh, không ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Sơn Hổ cùng một người trẻ tuổi khác tên Lục Đại Thắng lên núi, cùng đi đến trước mặt ngưu Hữu đạo chào, "Pháp sư." ngưu Hữu đạo quay người, cười hỏi, "Tối nay các ngươi trực sao?" Sơn Hổ nói, "Tối nay chúng ta canh gác ca đầu." Nhiêu hữu đạo căn dặn, các người canh gác của các người đi, có điều nhớ kỹ, không có sự cho phép của ta, mặc kệ nhìn thấy hoặc nghe được cái gì, không cho phép gõ chuông báo cảnh. Hai người khẽ gật đầu, trước khi lên núi cũng đã được nghe căn dặn, bảo hai người phải làm theo lời Nhiêu hữu đạo. Nhiêu hữu đạo đưa mắt nhìn mặt trời đỏ rực biến mất sau ngọn núi, bầu trời dần dần chuyển sang màu đen. Trăng sáng treo trên cao, Nhiêu hữu đạo ngồi trên một tảng đá bên ngoài đình, một tay đặt trên kiếm, lặng im nhắm mắt, giống như ngủ thiếp đi gió nhẹ, trăng sáng, tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng cú vọ kêu to, tiếng thác nước chảy ào ào từ xa thi thoảng truyền đến. Bóng đêm tối tăm, những ngọn đèn li ti của thôn trang dưới núi đối ứng với bầu trời đêm đầy sao. Nếu là bình thường, hai người trực đêm ở đây sẽ tán gẫu giết thời gian. Hôm nay có nhiều hữu đạo ở đây, hai người không khỏi cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, không dám cử động lung tung cũng không dám nói lung tung, sợ quấy dày hắn hai người cũng không hiểu nghiêu hữu đạo tính tọa ở đây làm gì sau hai canh giờ đêm đã khuya lại có hai người tới thay ca lúc hai người sơn hổ rời đi lại nhẹ nhàng dặn dò lại lời của nghiêu hữu đạo với hai người thay ca hai người thay ca cũng không hiểu nghiêu hữu đạo ngồi đây làm gì mãi cho đến nửa đêm về sáng trong sơn động cách đó không xa truyền đến tiếng động dị thường ầm một cái động tĩnh liên tiếp vang lên dường như ở rất sâu trong hang động động tĩnh truyền ra ngoài không lớn nhưng trời tối người yên ở bên ngoài lại nghe rất rõ ràng. Nghiêu hữu đạo đang tính tỏa bỗng nhiên mở mắt, rút kiếm đứng dậy, phiêu nhiên bay lên. Hắn lách mình đáp đến cửa hang, đang định xâm nhập thì phát hiện động tĩnh bên trong dừng lại, lúc này hắn lập tức hét vào trong hang, lão hùng. Bên trong rất nhanh truyền đến đến tiếng đáp của viên phương, đạo ra, bắt được rồi. Chỉ chốc lát sau, viên phương nắm chặt một người từ trong bước ra, là một lão đầu áo trắng đầu tóc tán loạn. Hai người trong đình không nhìn thấy lão đầu áo trắng, chỉ thấy viên phương động tác khác thường bước ra từ hang động, giống như đang kéo thứ gì đó. Bắt được rồi, sau khi ra khỏi hang động, viên phương vui vẻ nói, không có bản lãnh gì còn dám dở trò xấu, không ngoài dự liệu của đạo gia, quả nhiên đang mày mò ở lối ra này. Ta nấp bên cạnh vốn đợi lão ra ngoài sẽ chặt đứt đường lui của lão, ai ngờ lão quỷ này rất cẩn thận, kiểm tra khắp mọi nơi, ngay cả chỗ ta ẩn nấp cũng không bỏ qua. Không còn cách nào khác, chỉ có thể bại lộ động thủ pháp nhãn của nghiêu hữu đạo đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một phen hỏi chính ngươi đã hủy đuốc trên đường lão đầu áo trắng thấp thỏm lo âu nói pháp sư tham mạng pháp sư tham mạng tiểu nhân cũng không dám nữa nghiêu hữu đạo hỏi đồng bọn ở đâu lão đầu áo trắng sửng sốt một chút sợ hãi nói không có đồng bọn không có đồng bọn chỉ có mình tiểu nhân pháp sư tiểu nhân thật sự không dám nữa nghiêu hữu đạo ngươi làm sao tiến vào dưới lòng đất kia Lão đầu áo trắng nơm nớp lo sợ nói, mấy năm trước bị người ta đuổi giết, lúc trốn trong núi vô tình phát hiện một cái hố chui vào. Dài dòng văn tự một hồi, như hữu đạo không hứng thú nghe lão tiếp tục rông dài, xoay người, chống kiếm trên mặt đất. Lão hùng, tiếp tục vào trong theo dõi, nếu như lão còn có còn có đồng bọn, dám gạt chúng ta thì lập tức làm thịt lão. Lão đầu áo trắng, pháp sư, tiểu nhân cam đoan, thật sự không có đồng bọn, nếu có sẽ chịu bị róc ra róc thịt. Keng, kiếm kêu một tiếng, như hữu đạo đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng một đạo hàn quang hiện lên. a à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn. Phập, trường kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, đã trở lại vỏ kiếm trên mặt đất. Như hữu đạo đứng chống kiếm, cả người như không cử động, lộ vẻ mặt lạnh lùng dưới ánh trăng. Viên phương giật nảy mình, không ngờ như hữu đạo lại đột nhiên hạ sát thủ, tay đã thả lão đầu kia ra. Thực ra hắn không thả cũng không được, bởi vì lão đầu áo trắng đã bị một kiếm của Ngưu Hữu Đạo chém thành hai nửa, chỉ thấy khói trắng bay lên, không thấy máu. Cảnh này rơi vào trong mắt hai người canh gác trong đình, như hữu đạo vừa huy kiếm chém thì có một tiếng kêu thảm sắc bén vang lên, đột nhiên xuất hiện một người áo trắng ngã trên mặt đất. Dưới ánh trăng, người áo trắng bị bổ ra hai nửa giường như còn đang co quắp, ngã trên mặt đất xì xì bốc lên khói đen, cơ thể tàn phế nhanh chóng hồn phi phách tán, biến mất sạch sẽ. Cảnh này khiến người trong đình không rét mà run, ý thức được thứ mà Ngưu Hữu Đạo vừa chém là gì, không ngờ chỗ mình bình thường trông coi lại có thứ quỷ này ngẫm lại còn thấy sợ đợi cho lão đầu áo trắng hồn phi phách tán sạch sẽ nghiêu hữu đạo nghiêng đầu nhìn chằm chằm động tĩnh trên mặt đất mới quay đầu nhìn về phía thôn trang trong núi vẻ mặt bình tĩnh dưới tình huống bình thường hắn không thích tự mình động thủ chém giết lắm càng không thích động thủ giết người loại chuyện này làm nhiều dễ dàng ảnh hưởng tâm tính của mình người thích phó quen với sự thống khoái đó rồi thì sẽ không muốn động não thường không khống chế nổi sự vọng động của mình tất nhiên thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Hắn thường nói một câu, giang hồ cưới ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được. Ra ngoài lăn lộn, chuyện gì cũng có thể gặp, có thể hòa khí một chút thì vẫn nên hòa khí, cứ chém chém giết giết rồi có lúc chém giết không nổi, dẫm phải cọng rơm cứng rồi rơi xuống hú mất mạng. Không khát máu, không thích chém chém giết giết, không có nghĩa là hắn chưa từng làm loại chuyện này, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không làm loại chuyện này. Chương 142, Bế quan 1, Viên Phương hơi không hiểu được, ban nãy còn bảo hắn ta quay lại theo dõi xem còn đồng bọn gì không rồi mới xử trí, sao quay người lại đã giết quỷ tu này rồi. Thay đổi thất thường như vậy hơi dọa người đấy, hắn ta không biết rằng nếu quỷ tu này thừa nhận có đồng bọn hoặc là chết không hé miệng, Như hiếu đạo sẽ tạm thời chưa giết lão ta mà phải nghĩ cách để tiêu diệt xong đồng bọn của lão hãng tính. Ai ngờ quỷ tu này lập tức cam đoan mình không có đồng bọn, nếu không nguyện bị róc xương róc thịt, bảo viên phương quay về ngồi chờ cũng không dọa được, vậy thì Ngưu Hữu Đạo còn lưu lại lão ta làm gì? Khác với tình hình lúc lưu lại viên phương, giờ Ngưu Hữu Đạo không có tinh lực để chậm rãi rông dài, cũng không có thời gian chậm rãi tìm hiểu phẩm tính quỷ tu này như thế nào, càng không có thời gian chậm rãi đi tìm, thêm nữa âm dương khác đường, quả quyết giết thôi. Viên phương quay đầu nhìn hang núi kia, hỏi thử, đạo gia, ta có cần tiếp tục vào trong chờ không? Không cần người phí sức nữa, Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt đáp, rồi đưa tay vẫy vẫy hai người trong đình. Hai người trong đình vội chạy tới, lòng vẫn còn sợ hãi hành lễ pháp sư. Như hữu đạo, một người đi mời La tướng quân dẫn vài người tới đây một chuyến. "Rõ." Hai người đáp ứng, trao đổi với nhau hai câu sau đó một người nhanh chóng xuống núi. Thôn trang bên dưới nhanh chóng có ánh đuốc chập trần đi thẳng lên núi, không lâu sau, La An dẫn tầm 10 người tới, Viên cương cũng đi theo. Người đi thông báo cũng đã kể tình huống ban nãy, La An đã biết bên này vừa chu sát một quỷ mị. Pháp sư có gì phân phó. La An tiến lên chắp tay, như hữu đạo nghiêng người chỉ chỉ cửa hang, phiền la tướng quân tổ chức nhân thủ di chuyển tảng đá kia đến, trước tiên chặn hang động này lại, phái thêm mấy người thay phiên phòng thủ một tháng. La An thử hỏi, không phải Pháp Sư đã chu sát lệ quỷ rồi sao? Nghiêu hữu đạo mỉm cười, đề phòng lỡ như, trong vòng một tháng nếu không có động tĩnh gì hẳn là sẽ không có việc gì. Thật sự là hắn đang đề phòng, không cần biết còn có hậu hoạn gì không, hắn vẫn phải dự phòng. Lúc bế quan đột phá là lúc hắn suy yếu nhất, đến lúc đó hắn sẽ không có năng lực phản kháng, có vài việc cần dự phòng sớm sẽ dễ rút lui hơn. Một tháng sau chờ hắn bình thường, gặp chuyện cũng có thể ứng đối. Thấy hắn nói như vậy, La An liền đồng ý, được. Vậy làm phiền tướng quân, Lão Hùng, người ở đây trông coi, chờ động chặn xong hắn xuống núi. Nghiêu hữu đạo dặn dò viên phương một câu, viên phương khẽ gật đầu, hiểu rõ ý hắn, nếu còn có quỷ mị nào ra vào, người bình thường không nhìn thấy, chờ đến khi động chặn lại, quỷ mị ra vào sẽ có động tính, người bình thường cũng có thể phát giác được, hiện tại cần hắn ta hỗ trợ theo dõi đã. Nghiêu hữu đạo ôm quyền với La An sau đó trực tiếp xoay người rời đi, viên cương hộ tống hắn cùng xuống núi. Dưới núi vì động tính này nên Mông Sơn Minh và Thương Thục Thanh vẫn đang chờ tin tức. Mông Sơn Minh không thể tránh được khách sáo một phen, sau khi hỏi xong tình hình ban nãy, vì quá muộn nên không chuyện trò thêm nhiều mà bảo người đưa hai người đi nghỉ ngơi trước nơi nghỉ ngơi dĩ nhiên đã được chuẩn bị xong. Hai người vừa về đến phòng, viên cương rót chén trà nước đặt trước mặt Nhiêu Hữu Đạo. Bưng chén trà nhấp nhấp, Nhiêu Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi, tình hình nơi này như thế nào? Viên cương, có hơi phân tán, thời gian hơi ngắn, tình hình cụ thể chưa thăm dò được, nhân số tạm thời không rõ. Có không ít người tay chân tàn tật, nhìn vết sẹo đều là do ra chiến trường, cũng đều là bộ hạ cũ của Ninh Vương ẩn cư ở đây, còn có không ít công tượng, phần lớn có gia quyến. Nói thật, nơi này giống với cứ điểm bí mật sản xuất quân giới hơn. Quân giới, như hữu đạo hơi kinh ngạc ngẩng đầu, viên cương quay người đi đến bên bệ cửa sổ, cầm mấy hòn đá đặt trên bệ cửa sổ đi tới, lần lượt bày trên bàn ngay trước mặt như hữu đạo. Tổng cộng có ba hòn đá hình dạng khác nhau, có tảng màu đen, có màu đỏ sậm còn có màu vàng. Như hữu đạo cầm hòn đá màu đen trên tay, sờ một chút thì phát hiện ngón tay biến thành đen, cao mày nói, than đá. Buông xuống lại cầm hòn đá đỏ sậm nơi tay, cẩn thận xem xét rồi nói thầm một tiếng. Quảng sát, viên cương gật đầu, không sai, chính là than đá và quảng sát, là ta thấy trẻ con cầm chơi lúc đi xem xét trong thôn. Hai thứ này hẳn không phải ngẫu nhiên trùng hợp đồng thời xuất hiện ở trong thôn. Còn nữa, tay của không ít người trong thôn giống với tay cả thợ rèn thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, hẳn là có không ít thợ rèn. Như hữu đạo hiểu rõ ý hắn ta, hai thứ này cùng xuất hiện một nơi rất không bình thường. Có cơ sở chế tạo đồ sắt, lại có nhiều thợ rèn như vậy ẩn cư trong thôn trang làm ra nhiều đồ sắt để làm gì kết hợp với bối cảnh quân đội của ninh vương đáp án vô cùng sống động chế tạo quân giới đặt quặng sắt trong tay xuống nghiêu hữu đạo lại cầm khối đá màu vàng lên xem xét sau khi nhìn kỹ lại đặt ở trước mũi hít hà lưu huỳnh viên cương gật đầu cũng là đồ chơi trên tay trẻ con cái này có lẽ liên quan đến ngọn núi lửa kia để đồ vật trên tay xuống ngón tay nghiêu hữu đạo nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn vẻ mặt lộ tia đăm chiêu chế tạo một lượng lớn quân giới như thế này vận chuyển trong núi sâu ra có tiện không? Nghĩ đến con sông ngầm kia có thể thông đến Sơn Trang huyện Thương Lư, có lẽ còn có thể thông ra cửa biển, hắn không khỏi cười ha ha, thôn Trang này chọn vị trí này xem ra đúng là đã bỏ rất nhiều tâm tư. Ngày hôm sau, Nhiều Hiếu Đạo vừa mở cửa, lại thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa, hắn nhìn Thương Thục Thanh mỉm cười. như Hiếu Đạo đi xuống bậc thang, Thương Thục Thanh ngơ ngác một chút, phát hiện tóc hắn đã lại tùy tiện buộc sau lưng, khôi phục kiểu tóc tùy tiện trước đây trong lòng nàng nghĩ rất nhiều, hơi có vẻ trầm mặc. Vẫn là nghiêu hữu đạo chủ động giải thích nói, ta phải tốn ba ngày tĩnh tâm, buông lỏng bản thân bài trừ tạp niệm, trong thời gian bế quan này không muốn có bất kỳ trói buộc nào. Hắn định nhân lúc bế quan cắt đứt chuyện giúp mình trải đầu bới tóc của nữ nhân này, tránh thịnh tình không thể chối từ, luôn bắt quận chúa người ta trải đầu giúp người thì thành ra thể thống gì. Thời gian lâu dài cô nam quả nữ cứ dây dưa không rõ ràng rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Ngoài ra, giờ hắn cũng đã biết búi tóc rồi, nhìn mãi thì cũng phải học được chứ thì ra là thế thương thục thanh hơi cười nói cũng tốt như hữu đạo nhìn xuống chân của nàng quận chúa gần đây vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút thương thục thanh khẽ gật đầu dùng xong điểm tâm viên cương cùng viên phương đi theo sau lưng như hữu đạo đi dạo khắp thôn như hữu đạo cũng thật sự đang buông lỏng thể xác tinh thần áo không buộc đai lưng rộng rãi lắc lư tóc dài sau lưng ngay cả kiếm cũng không cầm mà đưa cho viên cương đồng ruộng vườn cây còn cả những bông cải khẽ đong đưa trong gió dưới ánh mặt trời, bóng dáng những phụ nhân đang bận rộn. Thật là một cảnh điền viên đẹp mắt, sau khi hít sâu một hơi, như hữu đạo khen, lão hùng, ta nói với bọn họ một tiếng, để bọn họ xây dựng nam sơn tự ở đây, như thế nào. Viên phương không chút do so dự cự tuyệt một tiếng, không muốn, như hữu đạo dừng bước quay người, giang hai cánh tay kinh ngạc nói, một nơi đẹp đẽ khung cảnh sơn thanh thủy tú thế này, bản thân cơm no áo ấm, không hề bị người ta quấy nhiễu, vì sao không muốn viên phương bộ dạng phục tùng rủ mắt xuống nói người ở đây quá ít hương hỏa không thể thịnh vượng nam sơn tự sao có thể nấp ở nơi vô danh vắng vẻ này lúc nào cũng nhớ chút tiền dầu vừng ấy không có tiền đồ nghiêu hữu đạo khinh bỉ một chút xoay người tiếp tục tiến lên hắn chẳng qua chỉ đang nói đùa thôi viên cương một bên không nhiều lời cũng chêm vào một câu muốn nam sơn tự nổi danh chùa miếu chưa hẳn phải lớn khu vực chưa hẳn phải phồn hoa núi không sao cao có tiên là nổi tiếng nước không so sâu, có rồng thì át linh. Chỉ cần trụ trì người đủ danh vọng, Nam Sơn tự dù có vắng vẻ thì cũng sẽ có quan lại quyền quý nghĩ đủ mọi cách tìm tới cửa đưa tiền dầu vừng. Đến lúc đó chỉ sợ người ước gì được thanh tính. chương 143, Bế quan hai. Nhiêu hữu đạo nhấc tay gõ gõ sau vai viên phương, lão hùng, nghe chưa, lời hầu tử rất có lý. Trước trụ trì của người chi bằng tặng cho hầu tử làm đi. Viên phương giống như được cảnh tỉnh, sướng sờ ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn viên cương thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm Núi không so cao, có tiên là nổi tiếng, nước không so sâu, có rồng thì át linh. như hiểu đạo cùng viên cương lần lượt dừng bước, đều quay người nhìn hắn ta. Viên phương chợt bước nhanh về phía trước, chắp tay trước ngực với viên cương, mặt kích động nói a di đà Phật, nếu không nhờ vào chân môn của viên gia, không biết bần tăng còn chấp mê đến khi nào. Rước lời bái thật sâu, như hiểu đạo và viên cương nhìn nhau im lặng, trong lòng đều nói thầm, yêu tinh kia tưởng là thật. Viên Phương đứng thẳng dậy, lại bổ sung thêm một câu, có điều xây Nam Sơn tự ở đây cũng không được, quá hẻo lánh, quan lại quyền quý sợ là nghĩ hết cách cũng chẳng cách nào tìm được đến đây. Hai người quay đầu bước đi, coi lời hắn ta như tiếng đánh rắm, có quỷ mới có ý định giúp người xây chùa ở đây. Hai người cũng đã sớm lĩnh giáo, chỉ cần nói tới chuyện Nam Sơn tự, yêu tình kia sẽ rất nghiêm túc. Vui vẻ làm yêu tinh không làm, cứ quyết tâm phải làm trụ trì bằng được. Tiện đường vòng đến lưng một ngọn núi có một dòng sông nhỏ chảy xiết, hình ảnh náo nhiệt dưới sông hấp dẫn ba người ngừng chân. Bên bờ có người khiêng một khúc gỗ tròn lên thượng du, trong dòng sông có người đang ngồi trên thanh gỗ tròn như đang cưỡi ngựa, nhanh chóng lao xuống theo dòng nước xiết. Nhưng không phải chỉ có một người sông tới mà từng đợt người sông xuống, người ngồi trên khúc gỗ tay cầm gậy gỗ làm đau thương, bên trên gậy gỗ bọc rất nhiều vải bố ngâm nước không biết đã nặng thêm bao nhiêu. Từng người một cua gậy gỗ trái đâm phải giết, ai nấy đều hung hăng, lần lượt đánh cho người bên cạnh mình ngã lộn nhào xuống sông. Dù Nghiêu Hữu Đạo không hiểu chém giết trên chiến trường cũng có thể nhận ra đây rõ ràng là huấn luyện kỵ binh chém giết, có điều huấn luyện kiểu này khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, bị khúc gỗ tròn lớn trôi trong dòng nước xiết này đụng vào một chút, không cần nghĩ cũng biết. Người huấn luyện không sốc tinh thần lên 12 phần mà cẩn thận cũng không được. Cưới khúc gỗ tròn trong dòng nước chảy xiết muốn giữ được thăng bằng quá khó khăn, còn khó hơn trên lưng ngựa nhiều. Huống hồ còn phải chém giết lẫn nhau, cũng không biết những người này luyện bao lâu mới luyện được phản ứng cân bằng này chỉ thấy không ngừng có người bị đánh rơi xuống nước dần trôi về phía dòng nước phẳng lặc, sau đó lại kéo gỗ lên bờ, cùng khiêng lên thượng du. Đằng sau truyền đến tiếng bánh xe, ba người quay đầu nhìn lại thì thấy mông sơn minh ngồi trên xe lăn được người ta đẩy tới, đứng bên cạnh ba người. Lúc đầu, bậc cha chú của bọn họ, dù đã chết, tan phế hay bị thương cũng đều muốn để chúng tới đây ẩn cư tránh loạn thế, sống cuộc sống an ổn. Sau khi tin Ninh Vương gặp nạn truyền đến, nơi này cũng không phải nơi có thể an ổn lâu dài nữa không có nơi nào là có thể bảo mật mãi mãi sớm muộn gì chúng cũng quét đến đây phải chuẩn bị trước để tự vệ cũng là vì tiểu vương ra mông sơn minh nhìn nhóm thanh niên đang huấn luyện chém giết buông tiếng thở dài nơi này hơi ồn ào không phải nơi nói chuyện ông đưa tay làm dấu mời mấy người cùng chiếc xe lăn dạo bước trên con đường nhỏ đánh giá xung quanh Nhiêu hữu đạo hỏi nơi này đại khái ở vị trí nào mông sơn minh đã ra khỏi quận thanh sơn nói chính xác vị trí đại khái hẳn đã ở cảnh nội nước triệu. Có điều nơi này sâu trong dãy núi lớn minh mông, địa thế hiểm trở không thích hợp cho người ta sinh sống, cộng thêm hoàn cảnh trời sinh đặc biệt, hầu hết khắp nơi trong núi đều bị trướng khí bao bọc, người ngoài rất khó tìm được đến đây. Nếu không có mật đạo kia, người nơi này cũng rất khó ra ngoài. Cho dù không có trướng khí quấy nhiễu, vì nguyên nhân địa hình, người bình thường muốn vượt qua những ngọn núi minh mông hiểm trở xung quanh cũng khó. Sư phụ ngươi là Đông Quách Tiên Sinh từng tới đây, ông ta cố ý đi đến khảo sát, chắc người thường không tốn vài tháng e đừng nghĩ đến việc tới được đây. Chúng ta chỉ chiếm một khu vực nho nhỏ trong dãy núi lớn mênh mông, như giọt nước trong biển cả, người ngoài cho dù có tâm, muốn tìm đến nơi đây cũng không dễ dàng, cho nên người có thể an tâm ở đây bế quan tu luyện. Đông Quách Hạo Nhiên đã từng tới đây, ngay cả nơi này cũng từng tới, xem ra quan hệ với Ninh Vương thật sự không phải bình thường. Như Hữu Đạo nói thầm trong lòng một tiếng, hỏi, sư phụ ta đã từ trên mặt đất ra vào nơi này, nói cách khác các ngươi có cách vượt qua chướng khí của núi này sao ừm mông sơn minh khẽ gật đầu ở trong núi này lâu ít nhiều cũng quan sát được vài manh mối khắc phục ba ngày sau Nhiều hữu đạo đứng trước một sơn động hai tay tự nhiên rủ xuống nhắm mắt lặng im sơn động này cũng ở giữa sườn núi đã khá lâu đời gần đây mới được người ta mở ra sau khi biết nghiêu hữu đạo muốn tìm nơi bế quan lý tưởng mông sơn minh bảo hắn xem thử chỗ này có được không Nghiêu Hữu Đạo vừa nói được thì ông liền lập tức cho người đến quét dọn sạch sẽ, còn đổ bột lưu huỳnh trên mặt đất. Xung quanh sắp xếp người canh phòng ngày đêm, không cho người không có phận sự tới gần. Sở dĩ tìm sơn động là bởi vì đủ dày, chỉ cần có người gác ở cửa hang sẽ không dễ bị người ta đánh lén. Ngược lại, nếu ở trong những căn nhà trong thôn sẽ có rất nhiều lo lắng. Nghiêu Hữu Đạo chưa từng có kinh nghiệm đột phá đến cảnh giới trúc cơ kỳ, tất cả đều chỉ đọc từ điển tích, thêm nữa hắn không có đan dược cần thiết để đột phá cảnh giới cần dùng cách do mình tự sáng tạo để đột phá. Hắn cũng không giống mấy đệ tử môn phái kia, trong môn phái có thể cung cấp một nơi bế quan được bảo vệ an toàn, không cần lo lắng bị người ta quấy dày, cho nên tình hình của hắn chỉ có thể tự cẩn thận một chút. Viên cương cùng viên phương từ trong động đi ra, viên cương nói, đạo ra, kiểm tra cẩn thận rồi, không có vấn đề gì. Hai người đã kiểm tra toàn bộ hang động nhiều lần, mỗi một góc đều không hề bỏ sót. Như hiểu đạo mở hai mắt ra, thân sắc bình tĩnh nói trong khoảng thời gian này làm phiền hai vị viên cương không nói gì viên phương hắc hắc nói nên làm mà không nói nhiều như hữu đạo không buồn không vui thân sắc bình tĩnh không nhanh không chậm đi vào trong sơn động một mình biến mất trong bóng tối viên cương và viên phương buông tấm vải dày tạm thời che cửa động lại ngăn ngừa gió mưa thổi vào tiếp đó liền quay người canh giữ ở cửa hang bản thân mình cần bao lâu để đột phá bản thân như hữu đạo cũng không rõ tóm lại từ hôm nay trở đi hai người họ sẽ hộ pháp mình, không được rời đi một khắc, cùng lắm là thay nhau trốn vào sau tấm vải nghỉ ngơi. Không gian trong sơn động không lớn, trong cửa nhỏ bên trong lại rất rộng, giống hình hồ lô, nó được chia ra làm mấy bậc, nơi sâu nhất có một chiếc đèn dầu đặt trên mặt đất. Đi vào trong cùng, nhiều hữu đạo quay người khoanh chân ngồi xuống, sau khi hô hấp nhịp nhàng liền chậm rãi đồng thời phất ống tay áo một cái, một cỗ kình phong dập tắt ngọn đèn, trong động hoàn toàn rơi vào bóng tối. Bên cạnh một đình nghỉ mát ở sườn núi, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, Thương Thục Thanh đẩy xe lăn ở phía sau. Hai người nhìn sơn động đối diện, nhìn Nhiêu Hữu Đạo đi vào, nhìn màn vải buông xuống, nhìn Viên Cương và Viên Phương bảo vệ nghiêm ngặt tại cửa hang. Mông Sơn Minh lên tiếng hỏi, nhìn bộ dáng thì có vẻ tuổi của hắn cũng không lớn nhỉ. Thương Thục Thanh suy tư một chút, thời niên thiếu đến Thượng Thanh Tông, bị Thượng Thanh Tông giam lỏng 5 năm thì được ta mời xuống núi, tuổi tác chắc chắn không lớn, có lẽ sắp xỉ ta. Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm Sơn Động khẽ gật đầu, lại cảm khái nói, không tầm thường, không tầm thường. Đông Quách tiên sinh quả có con mắt nhìn người, chẳng trách trước lúc Lâm Trung lại thu hắn làm đệ tử, Thượng Thanh Tông e là đã bỏ lỡ một cơ duyên lớn. chương 144, đột phá, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Sơn Động của Thương Thục Thanh lại rời lên người ông, Hiếu Kỳ nói, mông bá bá, không phải tu sĩ bế quan tu luyện là chuyện rất bình thường sao? Vì sao người lại cảm khái như vậy? Mông Sơn Minh, mặc dù ta không phải tu sĩ, nhưng trước kia từng tiếp xúc rất nhiều cũng khá hiểu về tu sĩ tuy bế quan tu luyện là chuyện hết sức bình thường nhưng không đến mức như hắn thông thường tu luyện đều có thể dừng lại bất cứ lúc nào có tình huống gì đột nhiên phát sinh cũng đều có thể tự ứng đối được nhưng có một loại tu luyện không phải bế quan tu luyện bình thường khi tu vi sắp đột phá bình cảnh để tiến dai lên cảnh giới kế tiếp lúc này tu sĩ sẽ rất yếu ớt không có khả năng tự vệ gì ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng có thể giết hắn không thể chịu được quấy nhiễu nếu không nhẹ thì tu vi cả đời sẽ bị hạn chế, nặng thì tàu hỏa nhập ma, nghiêm trọng hơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Quận chúa nhìn bộ dạng như lâm đại địch của hắn, còn mời chúng ta cử người đề phòng bốn phía, quận chúa cảm thấy hắn thuộc dạng bế quan tu luyện nào. Thương thuộc thanh hãi hùng khiếp phía, hình như là cái sau. Mông Sơn Minh gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Quận chúa nói đã từng thấy hắn động thủ ở Nam Sơn Tự, ba sư huynh đều tùy tiện thua trong tay hắn, kết hợp với tình huống hiện tại e là hiện giờ vị này đang bế quan để đột phá cảnh giới trúc cơ, 89 phần 10 là vậy. Tuổi trẻ như thế đã sắp đột phá cảnh giới trúc cơ, trong giới tu hành hẳn là vô cùng hiếm thấy, đợi một thời gian nữa, tiền đồ của hắn sẽ huy hoàng lắm đấy. Nếu hắn có thể thuận lợi xuất quan, quận chúa, cần phải nhắc nhở vương gia, phải giao hảo với người này, đừng là thượng thanh tông thứ hai. Thương Thục Thanh gật đầu dạ, mông bá bá, ta nhớ kỹ rồi. Trong lòng thì suy nghĩ, ta vẫn luôn làm như vậy mà. Trong thời gian ngắn sẽ không ra được đâu, đi thôi." Mông Sơn Minh thản nhiên nói. Thương Thục Thanh đẩy xe lăn quay người, chậm rãi xuống núi. Khi xuống trước sườn núi thì có người đến đỡ, đẩy xe lăn xuống núi. Trong động, ánh đèn vừa dập tắt, thể xác và tinh thần của Ngưu Hữu Đạo cũng dần chìm trong bóng tối, không hề có bất kỳ tạp niệm gì. Trong bóng tối đột nhiên một điểm sáng khuếch tán ra, cánh cửa thân thể mở ra, tâm thần từ đó tiến vào. Người trong giới tu hành gọi đây là nội thị. Khi cảm nhận tình hình trong cơ thể đến một loại cực hạn nào đó, khi tất cả tình hình tập hợp hoàn chỉnh lại, thì kết cấu, hình thái tự nhiên sẽ hình thành, tất cả những gì trong cơ thể sẽ tự nhiên huyễn hóa thành hình ảnh rõ ràng trong đầu. Cho dù là chuyện khác, khi nắm giữ được tất cả các chi tiết thì tối thiểu cũng sẽ nắm giữ được hình dáng đại khái của sự vật. Trong nháy mắt tập trung tâm thần trong cơ thể, tất cả biến hóa trong cơ thể đã hiện hết trong đầu như Hữu Đạo. Kim quang cùng ngân quang đối nhau chậm rãi xoay tròn, trong hai mạch nhâm đốc đều có một cặp khí kình tràn đầy quanh quẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra khí thế mạnh mẽ. Đối với tu sĩ mà nói, đây là hiện tượng rất kỳ lạ. Đối với những tu sĩ bình thường, nguồn gốc của chân khí trạng thái tĩnh đều ở trong khí hải đan điền. Trong khi đó, chân khí của Ngưu Hữu Đạo lại bắt nguồn từ hai đạo, tồn tại trong hai mạch nhâm đốc. Có điểm lợi này, khí cơ có thể phát động ra để phản ứng với bên ngoài một cách nhanh nhất. Trong cơ thể còn 31 đạo hộ pháp truyền thân phù, vẫn như mạng nhện chiếm cứ 31 huyệt vị vốn dĩ trước có 36 đạo, còn quả đen trong thôn miếu nhỏ đã hủy mất một đạo, khi phi nhanh bằng bè tre đã dùng một đạo, lúc chống cự lại công kích của đường tố tố đã dùng một đạo, tu luyện càn khôn quyết đã dùng hai đạo, nên còn lại 31 đạo. Sau khi rời khỏi Thượng Thanh Tông, trên cơ bản hắn không còn dám tiếp tục luyện hóa. Nếu cứ tiếp tục luyện hóa hấp thu, chân khí càng ngày càng sung mãn mạnh mẽ, không phải sẽ làm cho kinh mạch sập đổ sao. Trúc cơ, tên như nghĩa, tức là xây dựng nền tảng kiên cố, mà nền tảng của hành khí chính là kinh mạch. Mục đích bế quan lần này là đột phá cảnh giới, đột phá cảnh giới trúc cơ tức là rèn luyện cho kinh mạch cường đại hơn, kênh đào chỉ có thể chứa được dòng suối nhỏ sẽ biến thành chứa thành đường sông có thể chứa cả dòng sông lớn cuồn cuộn. Điều tiết tinh thần khí sau khi đến trạng thái tốt nhất, hai cặp kim quang và ngân quang trong hai mạch nhâm đốc nhanh chóng thi pháp điều động, hai cặp quang mang tụ hợp với nhau, cùng lao đến chiếm cứ một truyền pháp hộ thân phù trong huyệt vị, xoay vòng nhanh chóng, khí kình nóng lạnh đan sen luyện hóa. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đột phá cảnh giới trúc cơ cần không ít linh nguyên đan, đan này cũng chính là tài nguyên tu hành quan trọng nhất của tu sĩ trong thiên hạ, phải thu thập linh thảo để luyện chế, ẩn chứa một lượng linh khí lớn. Trong các môn các phái, khi đệ tử môn phái chuẩn bị đột phá đều sẽ cung cấp linh đan trợ lực, nhưng mà Ngưu Hữu Đạo không có điều kiện này. Thượng Thanh Tông giam lỏng hắn 5 năm, một viên cũng không cho hắn, cho tới giờ hắn chưa từng biết tư vị của linh nguyên đan là gì. May là Đông Quách Hạo Nhiên lấy pháp nguyên bổn mệnh đặt 36 đạo truyền pháp hộ thân phù trong cơ thể hắn, may là hắn tu luyện càn khôn quyết có thể luyện hóa chân khí dị trùng trong cơ thể để sử dụng. Từ trên ý nghĩa thực chất mà nói, truyền pháp hộ thân phù Đông Quách Hạo Nhiên đánh vào cơ thể hắn có ẩn chứa lượng chân khí cực lớn. So sánh một chút, linh khí giống như bụi dễ dàng thổi bay, còn pháp nguyên bổn mệnh là những hòn đá cứng rắn ngưng tụ từ bụi, chênh lệch giữa chúng không cần nghĩ cũng biết đây cũng chính là nguyên nhân vì sao một đạo truyền pháp hộ thân phù dùng phương thức phóng thích năng lượng ra có thể có được uy lực ngăn được một đòn của tu sĩ kim đan đường tố tố hai cặp cầu sáng vàng và bạc xoay vòng thật nhanh quanh đạo truyền pháp hộ thân phù kia tốc độ luyện hóa được nghiêu hữu đạo mở đến nhanh nhất hai cặp quang cầu không ngừng luyện hóa pháp nguyên bổn mệnh của đông quách hạo nhiên chân khí luyện hóa ra trực tiếp bị hấp thu giống như đói khát hấp thu càng nhiều cặp quang cầu càng như tinh thần phấn chấn phát ra hào quang rạng rỡ nhưng nhiều hữu đạo thân là vật dẫn cho chúng dung nạp áp lực càng ngày càng lớn cặp quang cầu này hấp thu càng nhiều chân khí khí kình tràn đầy tản ra càng mạnh mẽ nhiều hữu đạo có thể cảm nhận được khí kình tràn ngập trong các kinh mạch của cơ thể đang dần dâng lên dần bành trướng nếu tình hình này cứ tiếp tục cũng tức là áp lực bành trướng kinh mạch phải tiếp nhận càng lúc càng lớn thời gian dần trôi qua nhiều hữu đạo thân trong bóng tối lộ vẻ mặt đau đớn trên mặt ứa ra một tầng mồ hôi mỏng kinh mạch trong cơ thể đang căng lên từng chút một hắn không thể nào dừng lại được vẫn phải tiếp tục vẫn phải khống chế hướng đi của áp lực bành trướng không thể để cho có chỗ căng lên rồi nổ tung có những chỗ vẫn chưa vỡ ra nhất định phải duy trì tất cả kinh mạch trong cơ thể đều có mức độ căng nứt như nhau đây đúng là tự mình gây nhiệt trong cơ thể giống như đang bị xé rách đau đớn không cần phải nghĩ cũng biết không biết quá trình này trôi qua bao lâu cho đến khi tất cả kinh mạch trên dưới cơ thể dường như đều được nới rộng gấp đôi hiện đầy các vết rách cho đến khi nghiêu hữu đạo không còn cảm giác gì ngoài đau đớn, cảm thấy nếu còn tiếp tục kéo dài thì toàn bộ kinh mạch sẽ hỏng mất, cảm giác kinh mạch đã bị ép đến cực hạn, hắn mới dừng việc luyện hóa hấp thu vận chuyển áp lực. chương 145, thành công, hai bàn tay run rẩy chậm rãi nâng lên trước người, tạo thành hình quả cầu chậm rãi đưa lên trước ngực. Hai cặp quang cầu vàng bạc bắt đầu lao tới kinh mạch toàn thân, không ngừng vận chuyển các đại chu thiên, đồng thời năng lượng tán loạn khắp cơ thể rác ra những ngôi sao nhỏ màu vàng và bạc, giải ra vô số ánh sao lấp lánh. Những ngôi sao không ngừng bay ra bắt đầu thẩm thấu vào những kẽ nứt lít la lít nhít trên kinh mạch. Lúc này có thể nói khổ tận cam lai, vô số ánh sao lấp lánh rót vào miệng vết thương cảm giác rất ấm áp, rất thoải mái đến mức hồn phách cả người muốn bay cả ra ngoài. Thoải mái sau khi dã rời cực độ khiến người ta buồn ngủ vô cùng. Nghiêu hiểu đạo liều mạng duy trì ý thức, đảm bảo tỉnh táo, không cho phép mình ngủ. Nếu vào lúc này không thể rót năng lượng cải tạo kinh mạch vào để kinh mạch trở nên cường đại cứng cỏi, chẳng những phí công nhọc sức, mà những kinh mạch sau khi tổn hại cũng sẽ bị phế đi, không cách nào hành khí được. Nguyên nhân rất đơn giản, kinh mạch mở rộng đến trạng thái này đã bị ép đến cực hạn, một khi kinh mạch trong cơ thể khép miệng vết thương lại, người sẽ không cách nào làm nó căng nứt lần thứ hai, cho dù có cưỡng chế để căng nứt thì cũng sẽ lập tức nổ tung. Cùng với vô số ngôi sao nhỏ không ngừng bay ra, ánh sáng trên hai cặp quang cầu cũng càng lúc càng mờ nhạt. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu. Nhiều hữu đạo đã không còn tinh lực để tính toán thời gian, chỉ biết kiên trì và kiên trì. Mãi cho đến khi quang hoa bao phủ trên hai cặp quang cầu hoàn toàn không còn, lộ ra màu vàng bạc vốn có, bản tôn cũng ảm đạm phai mờ, gần như không xoay tròn được nữa, nhiều hữu đạo mới dừng thi triển tiếp. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt là một vùng tăm tối, không nhìn thấy được gì cả. Hắn định cử động thì phát hiện ngay cả ngón tay cũng khó động đậy, vừa cử động đã đau đớn không chịu nổi, cử động mạnh chút là có cảm giác sắp gục ngã nhục thân đã khó khống chế sự cân bằng hắn bèn yếu ớt gọi hầu tử hầu tử hầu tử không biết gọi bao nhiêu tiếng bên ngoài mới lờ mờ truyền đến giọng viên phương viên gia hình như đạo gia gọi người đấy vẫn là thính giác của hắn ta linh mẫn phía cửa hang đột nhiên lộ ra ánh sáng có người xốc màn vải lên đợi nghe một lúc xác định là tiếng kêu của ngưu hữu đạo hai người liền bước nhanh tới một cây châm lửa đốt lên châm ngọn đèn dầu trong góc viên cương bưng đèn cùng viên phương đến gần như hữu đạo đầu tiên ngửi thấy mùi máu tươi đợi sau khi thấy rõ dáng vẻ như hữu đạo hai người đều giật nảy mình cơ thể như hữu đạo như bị dính một lớp máu bên ngoài đã kết một tầng vảy hoàn toàn thay đổi ánh mắt ảm đạm bất lực đạo ra người thế nào viên cương quá sợ hãi vội vàng đỡ hắn không sao không sao đừng đụng lung tung vào ta giờ ta chưa thể cử động được như hữu đạo yếu ớt lắc đầu nói chính hắn hiểu rõ máu trên người mình từ đâu ra chính là một chút máu đổ ra từ lỗ chân lông lúc đột phá tu vi. Viên cương nghe vậy vội vàng buông ra, gương mặt trước nay không đổi sắc lộ vẻ căng thẳng, đạo ra, giờ ta phải làm thế nào? Nhiều hữu đạo suy yếu hỏi, ta bế quan bao lâu? Viên phương lập tức nói tiếp, 9 ngày. Đạo ra, ngài đã bế quan dòng dã 9 ngày. 9 ngày, nhiều hữu đạo đau thương cười một tiếng, 9 ngày không uống một giọt nước chẳng trách lại khát thế, trong cổ họng phát ra âm thanh, nước. Khát, nước, viên cương liên tục gật đầu, quay đầu nhìn lại, phát hiện viên phương đang ghé đầu sang, mặt mày tò mò đánh giá tình trạng như hữu đảo. Viên cương lập tức tức giận, đá một cước ra, trực tiếp đá lăn viên phương không kịp trở tay xuống bậc thang, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn cái gì vậy? Nước, không nghe thấy sao, còn không mau đi lấy. a à, viên phương nhảy dựng lên khó hiểu, ồ, chợt phản ứng lại, vội vàng chạy đi, chỉ chốc lát sau, hắn ta lại chạy trở về, trong tay bưng một cái hũ hắn ta định mớm nước cho nghiêu hữu đạo nhưng viên cương không cho dành lại cẩn thận từng ly từng tí bón nước ngoài miệng nghiêu hữu đạo để nước chậm rãi chảy vào miệng hắn chậm rãi nuốt xuống không ít nước vào bụng nghiêu hữu đạo ngậm miệng viên cương đặt cái hũ xuống vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nghiêu hữu đạo lại yếu ớt nói hơi đói nấu chút cháo đi viên cương lập tức quay đầu viên phương vô thức nhảy ra sau lại liên tục nói ta đi làm ngay rồi biến mất nhanh như chớp viên cương nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo ngữ khí trầm trọng nói, đạo gia, sao lại thành ra thế này? Nghiêu hiểu đạo, không có việc gì, hiện tượng bình thường, chừng một tháng hẳn là có thể khôi phục, có điều tạm thời ta không thể cử động, chắc phải ở đây dính dưỡng ba ngày đợi kinh mạch ổn định mới có thể ra được. Viên cương, đạo gia, người đột phá cảnh giới này đều vậy sao? Nghiêu hiểu đạo, cũng không khác gì mấy, có điều những kẻ kia có điều kiện có linh đan trợ giúp chữa trị kinh mạch bị tổn thương, khôi phục nhanh. Còn tình cảnh của ta trước kia bị người ta nhìn chằm chằm không tiện qua lại với ngoại giới, cộng thêm không muốn gây sự chú ý của thiên ngọc môn nên đành phải dùng cơ thể để cứng rắn chống lại. Nhìn bộ dạng thê thảm này của hắn, mặt phiên cương căng ra, thượng thanh tông đáng chết, sớm muộn gì ta cũng san bằng nơi ấy. Như hữu đạo bất lực cười một tiếng, biết gã trách thượng thanh tông vô tình đến mức để hắn lấy thân thể để cứng rắn chống lại. Chỉ dựa vào ngươi, ngươi đánh thắng bọn hắn sao? Phiên cương, người quên nơi này có lưu huỳnh. Như hữu đạo sửng sốt một chút, hai chữ thuốc nổ hiện lên trong đầu, trong nháy mắt liên tưởng đến xuất thân của hầu tử. Trước kia hầu tử là người chuyên sử dụng vũ khí súng ống đạn dược, phương pháp điều chế các loại thuốc nổ thô sơ cũng có thể nắm được. Muốn nổ sập thượng Thanh Tông, hầu tử thật sự có khả năng làm được việc này nên không khỏi có chút im lặng. Người ấy, chuyện thượng Thanh Tông đã qua, chỉ cần bọn hắn không tìm ta gây phiền phức, ta cũng chẳng muốn dính líu gì đến bọn hắn. Nói cho cùng bọn hắn cũng không nợ gì ta, còn ta có thể có được tiến độ tu vi như hiện nay là cũng nhờ vào ân tình của Đông Quách Hạo Nhiên. Dù sao Đông Quách Hạo Nhiên cũng là đệ tử Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông có thể đối với ta bất nhân, ta cũng có thể đối với Thượng Thanh Tông bất nghĩa, nhưng ta không thể cứ bám mãi Thượng Thanh Tông không buông. Giang hồ cưới ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, chỉ cần bọn hắn không quá đáng, việc này coi như qua, đây chính là giang hồ của ta, ngươi đừng làm loạn. Nghiêu hữu đạo lại nhảy căn dặn một phen, thấy hắn phí sức nói một lô một lốc, viên cương nói. Ta biết rồi, người đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi nói xong xoay người đi châm bấc đèn của ngọn đèn dầu, chỉnh đèn sáng một chút. Ta vốn là loài rồng ngủ yên trốn nhân gian, dùng âm dương định ra cần khôn dễ như trở bàn tay. Một giọng hát kinh kịch yếu ớt chậm rãi vang lên, viên cương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy như hữu đạo xếp bằng ở kia cúi thấp đầu nhẹ nhàng ngâm nga. Chăm chú nhìn một lát, viên cương chậm rãi ngồi ở trên bậc thang, bên tai nghe giọng hát đứt quáng, hai mắt nhìn chầm chầm ngọn đèn dầu mờ nhạt, rơi vào trầm tính tại cửa sơn trang ninh vương huyện thương lư ngụy đa quỳ ở đó phơi nắng dầm mưa gần như không còn nhận ra hình người cuối cùng đã ngã xuống đất động tĩnh này lập tức khiến đám thủ vệ lo lắng lần lượt có người chạy đến xem hình như chết rồi ta xem thử nào không thở không có mạch đập quỳ đến chết luôn rồi ngươi nói nghe nhẹ nhàng thế đừng nói là quỳ nhiều ngày như vậy bắt người quỳ một ngày ngươi đã không chịu được rồi hắn quỳ mấy ngày mà không có một giọt nước không lấy một hạt cơm vào bụng đấy Người này đầu óc có vấn đề à? Ôn Ao ngoài cổng đã hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ canh phòng Trực Luân Phiên trong sân trang, nhanh chóng kinh động đến Bạch Diêu. Lúc Bạch Diêu ra, đám thủ vệ ở cổng đã khiêng ngụy đa lên. Bạch Diêu lạnh lùng nói, các ngươi làm gì vậy? Ai bảo các ngươi động đến hắn? Một thủ vệ đang khiêng nói, pháp sư, hắn đã chết, vừa ngã xuống đã quỳ chết rồi, chúng ta khiêng đi chôn. Chương 146, ánh mặt trời ấm áp. Quỳ chết rồi lông mày bạch diêu run lên ánh mắt nhìn ngụy đa tràn đầy rung động không ngờ trên đời này có người ngu dốt đến thế có thể tự ép buộc mình quỳ đến chết như vậy cần có nghị lực và bền trí cỡ nào lão không khỏi bước nhanh về phía trước đích thân đưa tay kiểm tra kết quả phát hiện còn một mạch đập yếu ớt mạch đập quá yếu gần như không có người bình thường căn bản không phát hiện được lấy nước đến đây bạch diêu hét một tiếng lập tức có người nghe lệnh chạy tới bạch diêu nhanh chóng móc ở hông ra một viên đan dược nhỏ xé lấp vỏ ra, bóc miệng ngụy đa, viên dược bị lão nghiền nát, cho vào miệng y rồi lại để khí trưởng một cái vào ngực y. Nước đem đến, lão lại dặn dò, đút từ từ cho hắn. Thấy vậy, đám người đại khái hiểu ra, người này vẫn chưa chết. Lúc này có người đỡ đầu ngụy đa lên, mớm nước giúp. Một hồi lâu sau, Bạch Diêu thu tay lại, sai hai người khiêng ngụy đa vào trong trang viên. Ba ngày sau, nhiều hiếu đạo cũng ra khỏi sơn động, ngồi lên một cái kiệu để sẵn ngoài động cái kiệu này trước kia từng khiêng thương thục thanh xuống núi được viên phương mượn đến mông sơn minh thương thục thanh là an ba người đều ở dưới chân núi chờ nhìn thấy nghiêu hữu đạo cả người đều đẫm máu thì kinh hãi thương thục thanh hoảng sợ bịt miệng lại sừng sốt đến mức không nói được lời nào đưa mắt nhìn người được khiêng đến trở lại trong đình viện nhỏ đơn độc ưu tính nghiêu hữu đạo bị lột sạch viên phương thi pháp đánh rơi lớp vỏ máu trên người hắn sau đó nghiêu hữu đạo được ngâm trong thùng nước nóng viên cương đứng cạnh thùng cẩn thận tắm rửa cho hắn, không dám dùng quá sức. Vài ngày sau, nhiều hữu đạo mới ra cửa, có thể tự mình chậm rãi đi khắp nơi, nhìn rất khoan thai, rất hài lòng. Viên cương gần như đi cạnh hắn một tấc không rời, cứ như chân sai vặt vậy. Sáng ngày hôm sau, nhiều Hiếu đạo dở khóc dở cười ngồi ở trước bàn trang điểm, thương thục thanh đang trải tóc cho hắn. Người ta có ý tốt, ngoan cường coi hắn là bệnh nhân để chăm sóc. Từ chối mãi mà không được, hắn lại không tiện nói mấy lời cay nghiệt quá, kết quả thành ra thế này. Thời gian sau đó, nhiều hữu đạo nhàn rỗi hiếm có, không cần tu luyện, mà tạm thời cũng không thích hợp tu luyện. Hắn đi tản bộ bên ngoài, thợ mộc ở đây đặc biệt làm cho hắn chiếc ghế nằm để hắn chợp mắt, sau đó thì lại nghiên cứu thứ trên gương đồng. Ánh nắng ấm áp, nhiều hữu đạo nằm trên ghế phơi nắng. Viên phương rất buồn giàu đứng bên hòn đá mài mài đậu nành. Hắn ta chẳng biết viên cương lấy được đậu này từ đâu ra, hình như muốn nấu gì đó ăn, thế là Ngưu Hữu Đạo tùy tiện nói hai câu, lại rời đá mài từ nhà hàng xóm tới bảo hắn ta ngâm đậu nành, sau đó thì mài đi mài lại thành thứ bột nhão trắng trắng này. Sau khi Viên Cương được Ngưu Hữu Đạo chỉ điểm, lại chuyển từ trong nhà ra một vại muối thô lớn, sau đó dùng nước muối rửa, rửa ra một thứ chất lỏng đen xì, Viên Phương cũng không biết là muốn làm gì. Lão Hùng, người đừng than thở nữa, không phải người ăn chay sao? Đợi lát nữa người cảm tạ hầu tử còn không kịp ấy. Nghiêu hữu đạo nằm phơi nắng chỉ chỉ vào viên phương đang cảm thấy rất nhàm chán. Đợi hai bên đều làm xong, cuối cùng nghiêu hữu đạo cũng đứng dậy. Ba người mang theo đồ vật đi đến phòng bếp, thứ được mài ra lại được bỏ vào nồi nấu rồi lại lọc bằng khăn lụa. Sau đó nghiêu hữu đạo tự động thủ rắc cái thứ chất lỏng đen xì xì kia vào trong nồi, lúc múc ra đã biến thành thứ trắng xóa, chân mềm, nhìn viên phương nháy mắt một cái. Khăn lụa đã được trải sẵn trên vì hấp bằng trúc, thứ đồ màu trắng xóa được đổ vào, khăn lụa lại bao lại, đè một tảng đá đã được rửa sạch sẽ lên sau khi làm xong những thứ này nghiêu hữu đạo thu tay lại ở bên rửa tay nói với viên cương một khắc sau là xong rồi biết chứ viên cương khẽ gật đầu nhìn thứ được đè dưới tảng đá kia ánh mắt lộ ra tia dịu dàng hiếm có nói biết rồi thật đơn giản thứ màu trắng xóa chân mềm trong nồi chưa dùng hết viên cương đổ ra một bát cho chút đường vào khuấy khuấy rồi đưa đến trước mặt nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo lắc đầu chắp tay đi ra nằm trong viện tiếp tục phơi nắng. Không bao lâu sau, viên cương cũng ra, viên phương cầm cái bát trong tay đưa lưỡi liếm liếm, đuổi theo sau viên cương cười ha ha nói, viên ra, chúng ta lại làm thêm chút nữa đi. Viên cương, hết rồi, viên phương, vẫn chưa no, viên cương mặc kệ hắn ta, đi ra ngoài, sau khi trở về trong tay cầm một con cá tươi đã rửa sạch, không lâu sau trong bếp bay ra mùi thơm mê người. Đúng lúc gặp thương thục thanh đi vào, thấy nhiều hữu đạo đang chợp mắt liền ngửi mùi thơm vào nhà bếp giữa trưa thương thục thanh không rời đi mà cùng mấy người vây quanh một bàn nhấm nháp cá tươi kho đậu hũ mọi người ăn rất vui vẻ viên phương nhìn đậu tương trong chén mình lại nhìn nhìn mấy người hạ đũa ăn đồ tươi trong mắt có chút tội nghiệp cuối cùng chắp tay trước ngực lẩm bẩm nhịn xuống ham muốn ăn mặn của mình sau khi ăn chán chê thương thục thanh buông đũa xuống có chút ngại ngùng nói món đậu hũ này ăn ngon thật đấy thật sự làm từ đậu nành sao viên phương lập tức liên tục gật đầu quận chúa không sai, đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Còn cả cái tàu phớ kia nữa, phủ thêm một lớp đường ăn quá ngon luôn, không tin người bảo đạo ra làm thêm một nồi, việc sai tốn thể lực cứ giao cho ta. Vỗ vỗ ngực, thương thục thanh nhìn như hữu đạo thử dò xét nói, đậu hũ này có thể chuyển vận đi bán, hẳn sẽ kiếm được một khoản lớn đấy. Như hữu đạo cười nhạt một tiếng, nói ta không có hứng thú với việc này, quận chúa muốn học chi bằng tìm hầu tử lĩnh giáo. Hắn biết nữ nhân này không phải chưa từng gặp qua người có tiền, có thể là nàng đang suy nghĩ cho quân tư. Đối với hắn thì con đường tài lộ này thực sự không hề hứng thú, nếu không có thực lực tương đương để bảo vệ thì trong thời loạn thế khó mà giữ được. Càng là việc kiếm được tiền thì sẽ càng rước thêm phiền phức, huống chi hàm lượng kỹ thuật của thứ này thực sự không cao, rất dễ dàng bị học lỏng. Giữa trưa, viên cương từ ngoài trở về, trên vai khiêng một bó gậy gỗ, hét lớn với viên phương, đóng cửa lại. Viên phương chạy tới đóng cửa, một lát sau đi đến bên cạnh viên cương đang xếp mớ gậy gỗ, hiếu kỳ nói viên gia đây cũng là làm đồ ăn sao viên cương đưa cây gậy gỗ đến trước miệng hắn ta ngươi ăn à viên phương nhẹ nhàng đẩy ra ha ha nói viên gia thật biết nói đùa viên cương không giống như là nói đùa mặt không thay đổi nhìn hắn ta hỏi ta thường xuyên đánh ngươi có phải trong lòng ngươi rất hận ta không viên phương khoát tay không có chuyện đó viên cương ta cho ngươi cơ hội báo thù có muốn không đã qua rồi qua hết rồi người một nhà cãi nhau ầm sẽ tổn thương hòa khí đừng nói chuyện báo thù gì cả viên phương cảm thấy không ổn ném lại một câu rồi bỏ đi viên cương cầm gậy gỗ cản lại hôm nay cho ngươi cơ hội đánh ta ta không đánh lại không tránh cũng không trả thù trong phòng như hiếu đạo nghe tiếng chậm rãi đi ra đứng ở dưới mái hiên nhìn đánh không đánh trả không tránh còn không trả thù viên phương đánh chết cũng không tin mấy lời quỷ này của viên cương nghiêm mặt nói viên ra bần tăng tuyệt đối không hề nghĩ đến chuyện trả thù người hắn ta cho rằng viên cương đang thử thăm dò mình, viên cương mặc kệ hắn ta có muốn trả thù hay không, đưa cây gậy cho hắn ta. Ta bảo ngươi đánh, viên cương không nhận, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thiện tai thiện tai. Hung hăng lắc đầu, viên cương trầm mặt xuống, vung gậy lên, đánh vào hư không bên cạnh tai hắn ta, người không đánh ta, ta đánh người đấy. chương 147, luyện ngạnh khí công, viên phương im lặng, thế này thì còn gì là đạo lý nữa hắn ta không khỏi nhìn về phía nghiêu hữu đạo cầu cứu đạo gia việc này người phải làm chủ đi chứ nghiêu hữu đạo đứng trên bậc thang cười tủm tỉm nói bảo ngươi đánh thì ngươi cứ đánh đi sợ cái gì nam tử hán đại trượng phu lời nói nặng ngàn cân hắn đã nói không đánh trả thì sẽ không đánh trả ngươi yên tâm ta đứng đây theo dõi nếu hắn dám trả thù ngươi tìm ta cái này viên phương rất do dự đây không phải ép buộc sao viên cương dựng thẳng gậy trước mặt hắn ta ta nói lại một lần cuối cùng, người không đánh, ta đánh ngươi. chưa bao giờ thấy một yêu cầu bất chấp lý lẽ như vậy. viên cương rất bất đắc dĩ, chậm rãi đưa tay cầm gậy. viên cương lui lại đến giữa sân, ngoắc tay đánh. viên phương có thể nói là bị bước đến nỗi không còn đường lui, thật sự hận không thể tìm dao giết heo đâm cho viên cương vạn dao, nhưng trung quy hắn ta cũng không dám. hắn ta bước lên phía trước, dựng thẳng cây gậy trước người viên cương so so, cứ đưa tay ra co tay vào mấy lần giống như không biết nên xuống tay ở đâu, trên thực tế là không dám ra tay. Đánh, viên cương chợt quát mạnh một tiếng, viên phương thấy tình thế không ổn, đối phương rõ ràng đã hết kiên nhẫn, nếu không đánh thì sẽ bị gã đánh, suy cho cùng cách nào cũng xui xẻo, vậy thì bất chấp đi. Hắn ta nâng gậy đập mạnh xuống, có điều cuối cùng lực đạo vẫn bị thu lại, khẽ khẳng gõ nhẹ lên vai viên cương một cái. Dùng sức, viên cương lại hét lên, viên phương lại hơi tăng thêm chút lực đạo đánh một côn, viên cương lặng lẽ nhìn hắn ta đầy sát khí có vẻ như đang chất vấn người đùa bỡn ta đấy à chát cuối cùng viên phương hung hăng đập mạnh một gậy lên vai viên cương gậy nhanh chóng bị thu lại hãi hùng khiếp phía cảnh giác ai ngờ viên cương quay đầu bước đi gã như muốn đi tìm thứ gì đó để báo thù đi về phía hòn đá mài muốn khiêng đá mài đến nện mình sao trong lòng viên phương run sợ ném cây gậy quay đầu bỏ chạy nhanh chóng nhảy ra sau lưng như hữu đạo trốn tránh cầu cứu đạo gia người thấy rồi đấy là ngài ấy bắt ta đánh ta cũng là bất đắc dĩ làm người không thể không nói lý như vậy nghiêu hữu đạo đưa tay ra sau lưng kéo hắn ta ra ngoài chỉ về phía viên cương ra hiệu viên phương tự nhìn viên phương sửng sốt chỉ thấy viên cương đang cởi quần áo cởi xong thì ném vào trong cái sọt trên hòn đá mài quần áo đều cởi hết chỉ còn một chiếc quần cộc ngay cả giày vớ cũng cởi để lộ ra một hình thể cơ bắp hoàn mỹ như tượng tạc dưới ánh mặt trời phát họa ra những đường cong ma quỷ giống như ẩn chứa sức mạnh mang tính bạo tạc tuyệt đối có thể khiến những nữ nhân nhìn thấy lén nuốt nước bọt người nghĩ nhiều rồi hắn chỉ sợ hỏng quần áo thôi nghiêu hữu đạo ha ha một tiếng viên cương quay đầu nhìn viên phương đang trốn trốn nấp nấp tiện tay lấy một tấm đá xanh trên hòn đá mài hai tay nâng tảng đá lên đột nhiên đập mạnh lên đầu ầm um, tảng đá bị đập vỡ nát khóe miệng viên phương giật giật phát hiện quả nhiên viên cương luôn làm những việc biến thái ngược đãi hắn ta thì cũng thôi đi giờ ngay cả chính mình cũng không buông tha viên cương đi trở về giữa sân ngoắc hắn ta tiếp nào viên phương im lặng nghiêu hữu đạo đưa tay ra sau lưng đẩy hắn ta một cái đi đi hắn đang bảo ngươi giúp hắn luyện công luyện công viên phương bị đẩy xuống bậc thang suy nghĩ rồi dường như hiểu ra gì đó sau khi trong lòng đã hiểu rõ ngọn nguồn liền nhặt một cây gậy trên mặt đất tiến lên phía trước nói viên ra vậy ta cũng sẽ không khách khí bớt nói nhảm viên cương lạnh lùng một tiếng chát Viên phương đột nhiên đánh ra một gậy khiến thân hình viên phương hơi lắc lư, sau lưng bị đánh ra một dấu vết màu đỏ. Hừ, viên cương thở ra một hơi thật dài, thu hai tay nắm chặt ở hai eo, ngồi xổm thành trung bình tấn, lại hít sâu một hơi, cơ bắp toàn thân căng cứng lên, quát, nhẹ quá, mạnh lên một chút. Ngại nhẹ, hai tay viên phương vung mạnh gậy lên, chát một tiếng đập vào lưng viên cương. Gậy rắc một tiếng gãy làm đôi, viên cương vẫn trung bình tấn ở vị trí cũ, không nhúc nhích tí nào. Tiếp tục viên cương liếc mắt lúc này cuối cùng viên phương đã hiểu vì sao đối phương lại vác một bó gậy lớn về hắn ta không nhiều lời đi đến rút một cây gậy quay ngược lại nện một gậy thật mạnh lên người viên cương rắc một tiếng lại gãy mất nghiêu hữu đạo đứng trên bậc thang lên tiếng lão hùng người đánh thế này cây cối trên núi có bị chặt sạch cũng không đủ dùng thêm chút nội lực đi viên phương khẽ gật đầu lại nhặt một cây gậy tới rót nội lực vào gậy nhắc nhở viên ra lực đạo phù hợp thì người kêu một tiếng nhé viên cương ừ một tiếng một gậy của viên phương gào thét đánh ra viên cương chịu một gậy lên tiếng nói nhẹ lại một gậy viên cương mạnh chút nữa lại một gậy viên cương tăng lực mãi cho tới khi mỗi lần đánh ra lực đạo đều khiến cơ thể viên cương lắc lư viên cương mới không lên tiếng nữa thế là viên phương liền chiếu theo lực đạo này để ra tay gậy gỗ trên tay như hổ gầm cứ thế đánh mạnh lên viên cương viên cương thì không ngừng biến hóa thân hình khi thì trung bình tấn khi thì mở hai chân ra trước ra sau khi thì cuộn tròn người như cây cung khi thì duỗi hai tay ra thậm chí còn dùng đầu để đỡ không ngừng đổi từng bộ phận cơ thể ra đón nhận tấn công của viên phương viên phương đánh đến mức phát nghiện hai mắt sáng lên mang theo vẻ hưng phấn bị viên cương đánh nhiều lần như vậy lúc này cuối cùng cũng tìm được cơ hội phát tiết báo phù từng gậy điên cuồng nện xuống không ngừng tiếng chát không ngừng vang lên trên người viên cương không lâu sau trên người hắn ta thoáng hiện những dấu vết màu đỏ máu Viên cương dường như bị đánh liên tục nên không chịu nổi gánh nặng, lại giống như vì bị đánh nên cơ thể phát động ra thứ gì đó, hô hấp dần dần nặng nề, không nặng nề bình thường mà từng hơi thở đều dài ra, cuối cùng thì tiếng hít thở như ống bể, tiếng hít thở sen lẫn với tiếng nện xuống khiến như Hữu Đạo đứng dưới mái hiên cũng có thể nghe rõ ràng. Cùng với tiếng hít thở nặng nề lên xuống, phần bụng của viên cương cũng có biến hóa, dần phồng lên như một quả bóng nhấp nhô, khi hít vào quả bóng chìm xuống vị trí bụng dưới, khi thở ra quả cầu lại lăn lên bụng trên cùng với sự nhấp nhô của quả cầu phần bụng, trên người viên cương xuất hiện biến hóa kinh người. Những dấu máu bị đánh ra trên người giống như sống dậy, như đang lưu động bên ngoài cơ thể như những con rắn nhỏ du tẩu, bơi lên bơi xuống rồi chui vào hang rắn biến mất, những vết máu trên người trải rộng du tẩu khắp nơi rồi dần biến mất hết. Hàng ngàn hàng vạn huyết xà du tẩu bên ngoài cơ thể rồi biến mất nhìn tương đối quỷ dị, người bình thường nhìn thấy cảnh tượng lít nhít đó chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Màn này khiến con người nghiêu hiểu đạo bỗng nhiên co rụt lại, hắn thấy chỗ những vệt máu như con rắn nhỏ du tẩu kia biến mất đều là huyệt vị trong cơ thể. Vết máu như rắn, huyệt vị như động, kiếp trước, Nghiêu Hiếu Đạo đã từng nhìn thấy cảnh tượng viên cương tu luyện ngạnh khí công, nhưng chưa từng thấy tình hình quỷ quyệt như hôm nay. Lúc này Nghiêu Hiếu Đạo mới thực sự ý thức được chỗ không đơn giản của ngạnh khí công mà viên cương luyện. Viên Phương cũng kinh ngạc, thân là yêu quái mà ánh mắt nhìn viên cương giống như đang nhìn yêu quái. Có điều cảnh tượng khiến người ta tê ra đầu này không kéo dài bao lâu, mỗi một vết máu nào vừa bị đánh ra trên người viên cương đều uốn lượn rồi biến mất đợi khi chúng biến đi hết cơ thể hắn ta trông bình thường hơn rất nhiều đánh thật mạnh trong gần một canh giờ viên cương mới kêu dừng lại viên phương buông cây gậy xuống thở hổn hển ánh mắt nhìn viên cương vẫn là ánh mắt nhìn yêu quái người bị đánh hình như chẳng việc gì nhưng hắn ta là người đánh lại hơi mệt mỏi không còn cách nào khác trong quá trình động thủ viên cương bắt hắn ta đánh không ngừng còn yêu cầu hắn ta phải duy trì tiết tấu và tần suất tấn công, còn yêu cầu hắn ta phải nắm chắc lực đạo. Nhẹ không được, nặng lại sợ Viên Cương không chịu đựng nổi, đánh người mà giống như thêu hoa, yêu cầu quá cao, cứ duy trì như vậy trong một canh giờ thực sự là hơi không chịu đựng nổi. Viên Phương phát hiện, đánh người cũng là một việc khổ sai, không tốt gì hơn so với lúc mình bị đánh. Chương 148, si Vưu Vô Phương. Viên Cương đứng tại chỗ hoạt động thân thể, uốn éo cổ, xương cốt giòn vang, xương vai xương lưng cùng các khớp nối thả lỏng rồi siết lại vang ra tiếng răng rắc. Đợi sau khi những khối cơ thịt căng cứng toàn thân được thả lỏng, ngoài cơ thể dần nổi lên một màu hồng phấn nhàn nhạt, nhạt, Viên cương đi đến nhặt quần áo mặc lại, viên phương cầm cây gậy trong tay ném về đống gậy kia, đặt mông ngồi dưới mái hiên, cuối cùng cũng có thể thở chậm lại rồi. Đợi viên cương đi đến dưới mái hiên, như hữu đạo đưa một bình nước cho hắn ta. Viên cương nhận lấy ngửa đầu rội thẳng vào miệng, nghiêu hữu đạo ở bên nói ngạnh khí công này của ngươi hình như hơi khác với trước đặt ấm nước xuống viên cương trầm mặc một chút nói trước đó không có gì khác biệt hôm nay cảm thấy tình trạng cơ thể không bình thường cảm giác như trong cơ thể có sức mạnh không có chỗ phát tiết giống như có thứ gì đó bị chặn cần bùng nổ ra ngoài ta đi tìm việc để làm khắp nơi mà không được cho nên luyện một chút hình như hình như đã đột phá một tầng khác rồi nghiêu hữu đạo ngạnh khí công này của ngươi có tên chứ? Tình hình quỷ dị ban nãy khiến hắn cảm thấy hẳn ngạnh khí công này sẽ không chỉ có một cái tên bừa bãi mới đúng, chắc chắn là có cách gọi gì đó, hắn cũng muốn biết rõ ngạnh khí công quỷ dị viên cương luyện tên gì. Viên cương sướng sờ, thì tên là ngạnh khí công, làm gì có tên gì. À, hắn ta lộ vẻ suy tư như nhớ ra gì đó, như hữu đạo không quấy dày mà chờ đợi, viên cương dần lộ vẻ trần chờ, nói, hình như còn có tên gọi khác. Nhớ năm đó tổng giáo quan của chúng ta có đề cập tới một lần, hình như là cái tên cổ, gọi là si vưu gì đó. Si vưu, như hữu đạo nghi ngờ nói, là si vưu đại chiến với hoàng đế vào thời kỳ viễn cổ kia. Đúng, viên cương đột nhiên hiểu ra, như được nhắc nhở nhớ ra điều gì, gật đầu nói, năm đó tổng giáo quan cũng có nhắc tới cái này, nói ngạnh khí công chúng ta luyện này có cái tên cổ, gọi là si vưu vô phương, chính là si vưu từng đại chiến với hoàng đế ấy. Vô trong vô pháp vô thiên, phương trong phương pháp, không sai, nhớ ra rồi, tên là si vưu vô phương. Si vưu vô phương, như hữu đạo lầm bầm, không lại có cái tên quái lạ như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, hình như không có ấn tượng gì về cái tên này trong những cổ tịch mình đã đọc. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có chút ấn tượng, như hữu đạo lắc đầu. Viên phương ngồi trên bậc thang đứng lên, xích lại gần hỏi, đạo gia, viên gia, si vưu là ai, tạo phản sao? Viên cương, nói ngươi cũng không hiểu, viên phương bị mất mặt, cười ngượng ngùng, viên cương hỏi hôm nay đánh ta đã chưa chút hết giận chưa đánh người thế này có thể đã mới lạ người có bản lĩnh thì để ta đánh thoải mái đi viên phương nói thầm trong lòng ngoài miệng lại liên tục lấy lòng nói không đánh không đánh là đang giúp viên ra luyện công viên cương lạnh lùng một câu trong lòng sợ không phải nghĩ như vậy nhỉ viên phương trong nháy mắt nói cực kỳ nghiêm túc tuyệt không nói dối cũng bởi vì một câu nói kia trong thời gian tiếp theo viên phương bắt đầu giúp viên cương luyện công mỗi ngày càng thêm khẳng định rằng đánh người đúng là một chuyện rất mệt mỏi. Đào mắt, một tháng trôi qua, nhiều hiếu đạo cơ bản rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ sáng và tối ra ngoài tản bộ, thời gian còn lại đều ở trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tỏa. Nửa tháng trước sau khi kinh mạch vững chắc sơ bộ, hắn đã bắt đầu thử luyện hóa truyền pháp hộ thân phù tiếp. Đầu tiên là từng bước khôi phục pháp nguyên bổn mệnh gần như sắp ngừng vận chuyển kia, tiếp theo là giúp kinh mạch mới được chế tạo lại dần dần thích ứng. Trong thời gian này, thường thục thanh cũng không tiện đến đây quấy giày theo thường lệ mỗi sáng sớm tới thăm một lần. Trẻ con trong thôn bị ra nghiêm lệch, không cho phép vì tiện chạy đến xung quanh viện này đùa giỡn ẩm ý quấy rầy khách nhân. Viên phương mỗi ngày giúp viên cương luyện công một canh giờ, thời gian còn lại cũng tự tiến vào trạng thái tu luyện. Trong ba người cũng chỉ có viên cương không hứng thú với chuyện ngồi tu luyện cả ngày. Viên cương cho rằng đời người không nên sống như vậy, nếu tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ mà lại phải lãng phí tiêu hao như vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cả ngày hắn ta ra ra vào vào, cũng không biết đang bận những gì. thôn dân ở đây đều không được tới gần trong tiểu viện, họ tiến vào trạng thái làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật. ầm, um, một âm thanh vang vọng như địa chấn phá vỡ sự yên tĩnh của thôn trang, khiến các thôn dân trong thôn trang kinh ngạc. như hữu đạo và viên phương lần lượt từ trong nhà vọt ra, đẩy cửa sân ra ngoài thì thấy trong thôn tổ chức vài thanh niên trai tráng cầm vũ khí đi về phía phát ra tiếng vang. xảy ra chuyện gì? viên phương giữ chặt một thôn dân đi ngang qua hỏi thăm thôn dân kia mặt mày khó hiểu, không biết nữa, viên phương quay đầu, kết quả phát hiện nhiều hữu đạo đã bay lượn đi mất đành đằng không đuổi theo. Trong sơn cốc ngoài thôn trang không xa, nhiều hữu đạo đến trước một bước thì thấy một vách núi sập đổ, thấy bóng dáng viên cương đang đứng quan sát gì đó. Nhiều hữu đạo đáp vào trong sơn cốc, lặng lặng nhìn một màn này. Rất nhanh, một đám thôn dân cũng chạy tới, thấy viên cương bước xuống từ một đống đá vụn sụp đổ, là an tiến tới hỏi, viên huynh đệ, tiếng vang ban nãy là có chuyện gì? ngươi có nhìn thấy không? viên cương lạnh nhạt nói, không có gì, núi sập. sao tiếng núi sập này giống sét đánh vậy? là sét đánh sao? viên phương đứng cạnh nghiêu hữu đạo thắc mắc nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng sủa thầm nói, chẳng lẽ sét đánh giữa trời quang? Nghiêu hữu đạo ý vị thâm trường nhìn viên cương bước tới, lại là một buổi sáng, trước bàn trang điểm, hai tay thương thuộc thanh thả khỏi đầu nghiêu hữu đạo, nhẹ nhàng một tiếng, đạo ra, xong rồi. Nghiêu hữu đạo đứng dậy tiến theo lệ cũ đưa ra trước sân cũng không dừng bước mà tiếp tục ùm thương thục thanh đi tiếp thương thục thanh không người buồn cười nói không cần tiễn xa nghiêu hữu đạo đưa tay ra hiệu đi một chút lúc hai người song hành hắn hỏi một tiếng quận chúa có tâm sự bình thường lúc thương thục thanh trải đầu cho hắn đều sẽ nói chuyện phiếm mấy ngày nay thương thục thanh rất hít nói có chút không bình thường thương thục thanh trầm mặc tựa hồ không biết nên nói không nghiêu hữu đạo nhìn chung quanh trong thôn trông không có gì khác thường thần thái các thôn dân vẫn vậy, huyện Thương Lư có việc gì hả? À? Thương Thục Thanh nói, sợ nói ảnh hưởng đạo gia bế quan tu luyện. Nghiêu hữu đạo, nghe một chút cũng không sao. Thương Thục Thanh, kế hoạch chiếm đoạt quận Thanh Sơn từ bỏ rồi, bên ca phải nghĩ cách khác để được Thiên Ngọc Môn coi trọng. Nghiêu hữu đạo, bên hải như nguyệt nuốt lời, không chịu giúp sức cho vương ra sao. Thương Thục Thanh khẽ thở dài, lúc đầu bên phía ca chỉ nhắc sơ sơ, ta gửi thư đi truy vấn nhiều lần mới rõ, có thể nói bên hải như nguyệt hủy bỏ lời thề, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Chẳng qua người ta đưa ra một yêu cầu, yêu cầu này chúng ta không thể làm được. Nưu Hữu Đạo nói cách khác, nói cho cùng vẫn là không giữ lời thề, không muốn giúp, cố ý ra nan để làm khó dễ bên này. Thương Thục Thanh, tình hình hơi đặc biệt, có thể nói làm khó dễ, nhưng bên này cũng có thể hiểu nỗi khó xử của nàng. Nưu Hữu Đạo nghe vậy hơi tò mò nói, xảy ra chuyện gì? thương thuộc thanh, vấn đề xảy ra ở tiêu thiên chấn thứ sử Kim Châu hiện còn chưa lớn mà đã thừa kế nghiệp cha kia, cũng chính là nhi tử của Hải Như Nguyệt. Lúc tiêu biệt sơn còn sống là người yếu ớt nhiều bệnh, khó có con nên vất vả lắm mới sinh hạ được nhi tử này, chẳng những kế thừa nghiệp cha mà cũng kể thừa tất cả tật xấu của hắn, dường như còn yếu ớt hơn. Người được phái đi liên lạc báo về nói thể cốt tiêu thiên chấn quá yếu, e là không sống được tới lúc trưởng thành, bệnh của tiêu thiên chấn năm nay càng thường xuyên tái phát. Nghiêu hữu đạo, chẳng lẽ yêu cầu của Hải Như Nguyệt là chữa khỏi cho con của bà ta? Chương 149, phủ thành Kim Châu 1. Thương Thục Thanh, đạo gia đoán đúng rồi, Hải Như Nguyệt chính là có ý này. Lời bà đáp cũng có lý, thứ sử Kim Châu là nhi tử của bà, tuy hiện nay bà ta nắm quyền thay nhưng chỉ cần nhi tử bà không còn thì bản thân bà ta cũng khó sống, lấy đâu ra năng lực giúp ca ta một tay. Cho nên bà ta yêu cầu chỉ cần ca ta có thể lấy được xích dương chu quả của băng tuyết các đến cứu con trai mình thì bà ta sẽ xuất binh tương trợ. Nghiêu hữu đạo nhíu mày, xích dương chu quả này hắn từng thấy trên thượng thanh thập di lục, có thể nói là một âm một dương với băng ngọc quả. Thuộc tính nơi sinh trưởng thì hoàn toàn ngược lại, hơi có ý nghĩa âm cực dương sinh, dương cực âm sinh. Bệnh gì cần dùng đến xích dương chu quả, nghiêu hữu đạo không khỏi hiếu kỳ, thương thuộc thanh, nói là thiên âm tổn mạch bẩm sinh, cần phải dùng xích dương chu quả mới có thể chữa trị tận gốc căn bệnh. Nghiêu hiểu đạo, theo ta được biết, cây đó có thể mọc chín quả, mỗi năm mọc một quả, mỗi chín năm chín một quả, nói cách khác, hàng năm đều sẽ có một xích dương chu quả chín. Với thế lực tiêu gia chẳng lẽ không xin được một quả của băng tuyết cát sao? Thương Thục Thanh, dĩ nhiên là cầu xin được, lúc tiêu biệt sơn còn sống, để cứu chữa cho tiêu biệt sơn, tiêu hoàng đã nhiều lần sai người đến băng tuyết các cầu xin. Thậm chí tiêu hoàng còn nhờ hoàng đế triệu quốc cầu xin nhưng cũng vô dụng. Bọn hắn nói đây là đồ của tuyết bà bà, hàng năm tuyết bà bà đều phải ăn một quả mới thấy thoải mái thứ sử kim châu với phàm nhân mà nói quyền cao chức trọng nhưng trong mắt loại người như tuyết bà bà khác gì con sâu cái kiến mạng của tiêu thiên trấn sao quan trọng bằng khẩu vị của người ta nghiêu hữu đạo im lặng gật đầu thương thục thanh do dự một chút cuối cùng vẫn mở miệng nói không biết đạo gia có cách nào khác để được thiên ngọc môn coi trọng không thực ra mấy ngày nay nàng luôn muốn thỉnh giáo nghiêu hữu đạo tạm thời chưa nghĩ tới có điều nói đi thì nói lại cách mà vương gia và lam tiên sinh đưa ra là cách tốt nhất chẳng những có thể được thiên ngọc môn coi trọng mà còn có thể tiện thể khuếch trương thế lực ở quận thanh sơn có thể nói nhất cử lưỡng tiện bỏ qua cơ hội này muốn lại có cơ hội chiếm đoạt quận thanh sơn e là không dễ dàng thương thục thanh đương nhiên cũng biết thế nhưng không được hải như nguyệt đáp ứng thì cũng chẳng còn cách nào như hữu đạo lạnh nhạt nói biện pháp để ta ngẫm lại đưa tay ra hiệu nàng về trước sau khi đưa mắt nhìn nàng rời đi như hữu đạo chắp tay đi dạo giữa ruộng đồng Suy nghĩ rời rạc, Viên Phương tìm đến, cũng không nói gì, đi theo sau. Lúc nhìn thấy một đám trẻ chạy đùa, Ngưu Hiếu đạo dừng bước, đưa lưng ra sau nói: "Lão hùng, thân phận của ngươi muốn dẫn chúng tăng Nam Sơn tự đặt chân ở thế đạo này e là rất khó, từ bỏ bọn hắn, theo ta đi, thế nào?" A, à, Viên Phương sửng sốt một tiếng, không biết vì sao hắn đột nhiên nói vậy, lão lắc đầu liên tục, nói lầm bầm: "Như vậy sao được, những người khác của Nam Sơn tự đều đi rồi." còn sót lại đều là đồ tử đồ tôn nhất mạch thân truyền của trụ trì, ta đã đồng ý với trụ trì cũ, không thể vứt bọn hắn không quản. Nghiêu hữu đạo đứng đó lặng im không nói gì hồi lâu. Sáng hôm sau, thương thục thanh đứng trải tóc cho nghiêu hữu đạo trước bàn trang điểm chú ý đến hai tảng đá cạnh gương đồng, một đen một vàng. Sau khi trải xong, nghiêu hữu đạo đi tiến theo thường lệ, vừa ra đến trước cửa, thương thục thanh lại quay đầu nhìn hai tảng đá trên bàn, thần sắc có chút trầm mặc. Sau khi tiến biệt, một mình như hữu đạo chậm rãi đi đến bên con sông nhỏ đang chảy xiết, nhìn một đám người trẻ tuổi huấn luyện. ước chừng sau nửa canh giờ, mông sơn minh ngồi xe lăn đẩy tới, thương thuộc thanh đẩy tới, bên cạnh còn có một lão đầu thân thể cường tráng, mày rậm mắt to, dâu tóc hơi vàng. pháp sư mông sơn minh lên tiếng chào, như hữu đạo quay người mỉm cười chào hỏi. sau khi khách sáo một phen, mông sơn minh chỉ lão đầu bên cạnh, chắc hẳn pháp sư vẫn chưa từng gặp, vị này là công tôn thiết như thợ thủ công đồ sắt nổi tiếng khắp thiên hạ. Trước kia Công Tôn Tiên Sinh từng gặp được một chút phiền toái, được Ninh Vương tương trợ, về sau liền dẫn người nhà tới đây ẩn cư. Sau khi tới đây, Công Tôn Tiên Sinh chọn vài thôn dân có thiên phú làm đệ tử, xây dựng một tác phường tượng khí trong mặt núi phía bắc, những năm gần đây luôn chế tạo quân giới cho vương gia để chuẩn bị lúc cần dùng. Nhiêu Hữu đạo mỉm cười lắng nghe, sau khi nghe xong tình huống bí mật ở đây liền chào hỏi với Công Tôn Thiết Nhiêu. Tính hình Công Tôn Thiết Nhiêu hình như chẳng ra sao, mới nói mấy câu vẫn quay đầu nhìn tới nhìn lui, có vẻ như không quá kiên nhẫn với kiểu nói chuyện khách sáo này, cuối cùng dứt khoát một câu còn có việc, vứt lại mấy người quay lưng bỏ đi. Công tôn tiên sinh là người tốt, tính cách hơi thẳng thắn, pháp sư đừng bận lòng. Mông Sơn Minh cáo lỗi, không sao, vốn cũng không thân thiết, như hiểu đạo không để ý, nhìn về phía thương thuộc thanh nói, quận chúa, ta chuẩn bị đến Kim Châu giúp vương ra một chuyến, để gặp hải như nguyệt kia xem có thể thúc đẩy chuyện này giúp viên cương không quận chúa đưa tin báo cho vương ra một tiếng, đừng quá mức sốt ruột đi chuẩn bị chuyện khác. Thương Thục Thanh sửng sốt một chút, chợt lắc đầu khuyên nhủ, đạo ra, đừng làm chuyện vô ích, bên Kim Châu kia không cần đi đâu, thái độ của Hải Như Nguyệt rất rõ ràng, sẽ không thay đổi đâu, vô dụng thôi. Như Hữu đạo, thử một lần nữa cũng không sao, có điều việc này vẫn mong quận chúa tạm thời giấu hầu tử. Gạt phiên cương, Thương Thục Thanh chưa kịp hiểu Như hiểu đạo đã xoay người đi, không giải thích gì. Mông Sơn Minh nhìn theo hỏi, ngài xác nhận hắn ta bày hai tảng đá đó cho ngài xem sao thương thục thanh cũng nhìn theo biểu tình phức tạp cười khổ đáp lúc trước còn không dám khẳng định giờ thì chắc chắn rồi à sao vậy mới vừa rồi hắn ta còn không tiết lộ tí mang mối nào tới tận lúc chúng ta gặp công tôn tiên sinh báo ra nơi này là nơi bí mật chế tạo quân giới hắn ta mới nói muốn đi kim châu ta không tin chuyện như vậy mà hắn ta không cân nhắc trước ta không tin quyết định như vậy là bột phát tảng đá đó là bày ra cho ta xem bày tảng đá tách viên cương người đứng đây chờ hắn ta không thể cứ chờ ở đây mãi mông sơn minh vừa suy tư vừa nói rõ ràng hắn ta đang xem thành ý của chúng ta nếu chúng ta không nói hắn ta cũng sẽ không hỏi cũng sẽ không nói sẽ đi kim châu nếu hắn ta đã biết lai lịch của hai tảng đá kia thì đã phát hiện ra cái gì đó rồi nói không chứng vẫn đang chờ chúng ta nói nhưng không đợi được lần này hắn ta bày đá cho ta xem coi như cho chúng ta cơ hội cuối cùng nếu chúng ta vẫn gạt hắn ta, không nói, ta có dự cảm, chúng ta sẽ không giữ dược hắn ta. Sợ là hắn ta sẽ dẫn viên cương cay chạy xa bay, chứ không phải là nói muốn đi Kim Châu đâu. Mông Sơn Minh cũng cười khổ, rõ ràng hắn ta đang cân nhắc xem có đáng giá hay không. Xem ra hắn ta cho rằng chuyến đi này có nguy hiểm. Thương Thục Thanh hơi lo lắng, nàng cung ác ý thức được, có thể nàng sẽ không thể ngăn cản Thiên Ngọc Môn và Phượng Lăng Ba sẽ không cho huynh muội họ quá nhiều thời gian. Thời điểm tốt để chiếm quận Thanh Sơn chủ có lúc này. Nói theo một cách nào đó, vì đã biết năng lực của Ngưu Hữu Đạo, nên nàng thực hy vọng hắn ta có thể giúp huynh muội nàng phần nào. Nhưng cũng vì vậy mà nàng khá ái náy, vì tư lợi mà mình muốn để người ta bất chấp nguy hiểm. Đi đâu vậy? Trong sân, Viên Cương luyện xong công phu, ngạc nhiên hỏi. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt đáp, đi tìm vài thứ cần cho việc tu luyện. Chương 150, Phủ Thành Kim Châu 2. Viên Cương gật đầu, khi nào xuất phát? hiển nhiên gã muốn đi chuẩn bị trước, ngày mai sẽ đi, ngươi không cần đi, ta đưa lão hùng đi là được. Ta không đi, viên cương choáng váng, dường như gã không ngờ nổi như hữu đạo sẽ không cho mình đồng hành. Như hữu đạo giải thích, cũng không phải chuyện gì lớn, thoát thân từ đây không lo bị người ta theo dõi, còn nế từ mật đạo quay về huyện Thương Lư rồi xuất phát, nhớ may gặp nguy hiểm sẽ bị kẻ thù theo dõi. Vì thế, ta định mang theo lão hùng vượt núi băng đèo đi luôn. Sơn đạo này không dễ đi lắm, người leo lên cũng là một vấn đề viên cương im lặng ngấm nghĩ một lát thấy cũng phải bèn hỏi đi bao lâu khi nào về chúng ta chưa từng lang bạt bên ngoài có rất nhiều chuyện không biết được ta cũng không thể hẹn cụ thể có điều sẽ không quá lâu ta chờ ở đây sao ngươi ở đây cũng được tới huyện thương lư cũng được để xem thương thục thanh sắp xếp thế nào ta làm xong việc về chắc sẽ lặng lẽ đi thẳng đến huyện thương lư nếu ngươi tới huyện thương lư thì để ý mấy người lão hùng một chút còn cả lục thánh kia nữa. Nếu kế hoạch của thương chiêu tông thuận lợi, viên kỳ trong lục thánh sẽ do ngươi sử dụng. Viên cương gật gật đầu, quay sang hỏi viên phương, cùng đạo ra rời khỏi đây rồi phải nhanh nhẹn lên một chút, bằng không, đừng trách ta đưa đám hòa thượng kia đi gặp Phật tổ. Viên phương giật giật, cố nặn ra một bộ mặt cười cười đáp, viên gia yên tâm. Hôm sau, trước bàn trang điểm, động tác thương thuộc thanh trải tóc cho nghiêu hữu đạo cực kỳ cẩn thận, người trong gương ngồi ngay ngắn nhắm mắt im lặng hai người từ trong nhà đi ra ngoài, viên phương đã đeo bao hành lý chờ sẵn. Viên cương dâng bội kiếm cho Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo đưa tay cầm lấy kiếm, bước nhanh đi, viên phương đi theo sau. Thương Thục Thanh cùng viên cương ra khỏi viện tử, mông sơn minh ngồi trên xe lăn trong góc cũng nhìn theo. Không nhanh không chậm rời khỏi thôn trang, đột nhiên Ngưu Hữu Đạo và viên phương tăng tốc, một trước một sau bay lên một ngọn núi cao. Hai người đứng trên đỉnh núi, theo ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo, Viên Phương nhìn về thôn trang ẩn mình trong trùng điệp núi non, lấy ra một cái lá xanh ngắt xinh xắn, ngậm vào miệng. Lá này tên vô danh, người trong thôn đặt tên là Thanh Tâm, ngậm lá này trong miệng có thể đối phó được với sương mù dày đặc trong núi. Đi, như hữu đạo gọi, khí thức trong cơ thể bật một cái, thân hình bắn ra khỏi núi như mũi tên rời cung, nhanh chóng ngự khí phi hành leo lên cao. Viên Phương ngự khí đuổi theo sau, trước sườn núi, hai người một trước một sau đạp khí bay vòng vòng như hai con chim lớn xuyên qua hai ngọn núi. Tiếng gió vù vù bên tai, rõ ràng tu vi của viên phương không bằng như hữu đạo, cánh khí bị ma sát mạnh trong không khí không bao lâu đã vỡ, nhanh chóng rơi xuống, chạy vài bước, lại một lần nữa tụ khí thành cánh đuổi theo. Tần suất nghỉ lấy hơi của Ngưu Hữu Đạo rõ ràng ít hơn Viên Phương nhiều, nhưng thi thoảng hắn ta vẫn dừng lại chờ gã một chút, nếu không, Viên Phương không thể theo kịp. Gặp đất bằng, cả hai bay vọt qua nhanh chóng, gặp núi nhỏ thì hoặc là vượt qua, hoặc là vòng qua, gặp núi cao thì đạp vào vách núi treo leo mà leo lên, đến đỉnh lại bắn ra, nhanh chóng lăng không lượn đi. Trong núi non mênh mông trùng điệp, hai bóng người một trước một sau như hai con chim tự do bay lượn. Non nửa ngày sau, thế núi rõ ràng thoải hơn nhiều, sương mù cũng nhạt hơn. Nghiêu hữu đạo đã ra khỏi khu vực đó, mãi đến tận khi nhìn thấy quan đạo, hai người mới dừng lại. Viên phương mệt như chó chết, phi lá cây trong miệng ra, bám vào một gốc đại thụ, quỳ xuống thở hồng hộc. Cứ bay liên tục như vậy nửa ngày liền thực sự khiến cho gã không chịu nổi. Sắc mặt nghiêu hữu đạo cũng không thoải mái, phải tiêu hao quá nhiều pháp lực. Nếu không phải vì chạy thật nhanh hắn ta sẽ không chọn phương pháp này, vào lúc mệt mỏi thế này mà gặp phải phiền phức sẽ rất bất tiện. Hai người tránh trong núi bên quan đạo, ăn uống một chút, rồi khoanh chân ngồi tĩnh tỏa khôi phục thể lực. Nghiêu hữu đạo khôi phục nhanh hơn, thứ Nahas vì hắn ta không tiêu hao nhiều pháp lực như viên phương thứ hai là hắn ta có thể dùng truyền pháp bùa hộ mệnh trong cơ thể. Tốc độ hồi phục của viên phương khá chậm, tới gần trạng vạng mới khỏe lại. Cũng hết cách, trên người hai người chẳng có linh đan nào giúp khôi phục nhanh chóng cả, gã chỉ có thể chậm rãi khôi phục thôi. Vốn nghiêu hữu đạo cũng có, là mò được từ trên người ba sư huynh đệ tống diễn thanh, nhưng đã bị dùng khi hắn ta thử nghiệm. Linh đan lục soát được từ trên người lục thánh hắn ta cho viên phương cả, mà viên phương còn chưa kịp thử qua xem ngon dở thế nào cũng làm rơi mất nói theo một cách nào đó trong giới tu hành cả hai đều là kẻ nghèo mà còn là loại nghèo rất mồng tơi họ chặn xe ngựa đi ngang qua quan đạo hỏi đường một lát bỏ một viên kim tệ để nhờ xe ngựa đổi đường đưa đến thị trấn gần nhất xe ngựa phóng nhanh kịp đưa hai người vào trong thành trước khi đóng cửa tìm khách sạn nghỉ ngơi trong thành như hữu đạo gọi một bàn mỹ vị đãi viên phương trên bàn cơm viên phương hỏi như hữu đạo cứ nhìn mãi ra ngoài đường đầy suy tư đạo ra chúng ta đi đâu đây Nghiêu hữu đạo lạnh nhạt đáp, phủ thành Kim Châu, có vẻ còn xa lắm, ăn nhanh một chút, ăn xong còn có việc. Ồ, viên phương ào ào nhanh chóng lấp đầy cái bụng. Khi thanh toán, nghiêu hữu đạo ném một viên ngân tệ cho hỏa kế làm tiền thưởng, hỏa kế cúi đầu khom lưng vui sướng tô tuét. Nghiêu hữu đạo khoát tay áo, đương nhiên tiền này không phải cho không. Hỏa kế, muốn hỏi thăm ngươi một chút, gã hỏa kế vội hỏi, ngài cứ hỏi cứ hỏi, có biết nhà thừa dịch lại huyện thành ở đâu không? Hỏa kế nghĩ một lát, chỉ chỉ cách huyện nha không xa trong ngõ trách bên trái đối diện với huyện nha là nhà của lý thừa dịch tới đó hỏi là biết khách quan tìm lý đại nhân có việc gì sao nghiêu hữu đạo mỉm cười không có gì bạn ông ta nhờ ta gửi phong thư thôi hắn ta đáp bừa một lý do dẫn viên phương rời khách sạn đi tới nơi hỏa kế vừa chỉ hỏi thăm tìm tới nhà thừa dịch lại hắn ta tìm vị này đương nhiên chỉ có một việc là mượn ngựa dịch trạm hắn ta không mua được ngựa nhưng ngựa ở trạm dịch có thể đổi dọc theo các trạm dịch trên đường đi đi lại thuận tiện hơn nhiều. Việc này không có gì khó, cũng không cần dùng vũ lực uy hiếp. Dùng vũ lực uy hiếp cũng không được, mà dùng tiền đập là xong ngay. Một đồng kim tệ nhảy tưng trên bàn khiến vị thừa dịch lại này lập tức đưa ra quyết định. Hai bên hẹn nhau sáng mai lấy ngựa. Hôm sau, tại một nơi hẻo lánh ngoài thành, Lý thừa dịch sát tới hai con ngựa chạm dịch, còn có hai bộ quần áo dịch tốt, công hàm cũng mang đến luôn, tiện đường nhờ hai người đưa phong công hàm, coi như công tư trọn vẹn cả đôi đường một tay giao tiền một tay giao hàng làm xong vị lý thừa dịch này nhận được thêm một đồng kim tệ nữa nghiêu hữu đạo cùng viên phương thay quần áo xoay người lên ngựa cố gắng chạy càng nhanh càng tốt một đường vừa chạy vừa đổi ngựa hai người không ngừng không nghỉ tới thẳng phủ thành kim châu hai ngày sau hai người mệt mỏi sắc sơ thuận lợi đến được phủ thành kim châu giao công hàm cho quan nha cũng để lại dịch mã không cần mang phải phiền phức mang theo dịch mã hai người vừa tới cửa khách sạn phúc lâm vì viên phương cầm một cành hoa rất nổi bật nên lập tức có một hán tử đi tới gần hai người thấp giọng nói phương chiết nghiêu hữu đạo nhìn đối phương từ trên xuống dưới đánh giá đáp nghiêu hữu đạo vị tên phương chiết kia thở phào nhẹ nhõm lập tức đưa tay mời đạo ra xin mời gã đưa hai người vào khách sạn tới phòng mình chương 151, oan gia ngõ hẹp đương nhiên thương thục thanh đã có hẹn trước nên hai người mới nhận nhau như vậy thương thục thanh khẩn cấp đưa thư cho thương triều tông để thương triều tông phái người liên lạc ở Kim Châu gặp Ngưu Hữu Đạo vào trong phòng Phương Triệt đóng cửa lại xoay người hỏi luôn Vương gia đưa tin dặn ta phối hợp với Đạo gia không biết Đạo gia muốn ta phối hợp thế nào tình huống nói tất cả tin tức người có được liên quan đến Hải Như Nguyệt cho ta được Phương Triệt lập tức báo lại tỉ mỉ thì thoảng Ngưu Hữu Đạo hỏi chen vào vài câu hai người nói chuyện thật lâu mới dừng sau khi hiểu rõ Ngưu Hữu Đạo đứng dậy tạm nghỉ một đêm đã thuê một phòng cho chúng ta ngày mai đưa ta tới phủ thứ sử. Phương Chiết đứng dậy, đạo ra, ngày mai có sợ không ổn không? Ngày mai là lễ mừng thọ 40 tuổi của Hải Như Nguyệt, có không ít khách mời tới, sợ là bà ta sẽ không gặp ngươi. Giờ bà ta che ta rông dài quá, không muốn gặp lại rồi đây. Không sao, người cứ nói là Lương Y Vương ra mời cho nhi tử của bà ta tới rồi, đừng nói là tiệc mừng thọ 40 tuổi, dù bà ta có tái giá cũng sẽ sắp xếp thời gian gặp ta. Viên Phương đứng bên cạnh hơi méo miệng, gã phát hiện ra đạo gia nói chuyện thực không đáng tin mà tái giá cũng phải gặp mình nữa phương chiết lau mồ hôi làm vậy không phải lừa người sao đạo gia đừng coi thường hải như nguyệt chỉ là một nữ nhi trong tình cảnh chồng chết con ốm còn có thể ổn định thế lực sau lưng khống chế kim châu hẳn là không phải người đơn giản đến khi bà ta phát hiện mình bị lừa chẳng có lương y nào cả chỉ sợ chúng ta đừng mong còn sống mà rời khỏi phủ thứ xử được nghiêu hữu đạo lạnh nhạt nói ngươi cứ làm theo lời ta Phương Chiết cười khổ, chuyện này, đạo gia, không phải ta sợ chết, vì vương gia, nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng không từ, nhưng nếu khiến hải như nguyệt tức giận, sẽ khiến vương gia gặp phiền phức đó. Viên Phương trừng mắt, bảo ngươi làm gì thì làm đi, nói làm nhảm cái gì. Gã vô tình nói giống hệt viên cương, viên cương không ở đây, theo bản năng gã tự cho rằng mình nên đứng ở vị trí của viên cương. Nghiêu Hữu đạo nhấc tay lên không cho gã dọa người nữa, mình cũng dịu giọng lại, vương gia phải có nguyên nhân mới phái ta tới đây, chứ không phải ta tới để làm chuyện xấu. Bằng không, sao ngài bảo ngươi phối hợp với ta? Phương Chiết, ngươi cảm thấy ta sẽ đem tính mạng của mình ra chơi đùa sao? Hắn ta nói vậy mới khiến Phương Chiết yên tâm hơn, chắp tay nói, được rồi. Để ta đi thuê phòng cho hai vị đã. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu cứ tự nhiên. Phương Chiết đi rồi, hai người tạm thời chờ trong phòng. Trong phòng yên tĩnh một lúc, viên Phương hơi xấu hổ mở lời, đạo ra, thực ra Phương Chiết này nói cũng khá có lý. Nghiêu hữu đạo nghiêng đầu nhìn gã, sao thế? Sợ rồi à, vừa mới nói người ta có vẻ tự tin lắm mà. Đạo ra hiểm lầm rồi. Nhắc nhở thôi, nhắc nhở thôi. Viên phương cười gượng hai tiếng, vừa nãy, bắt trước viên cương mắng người thực đã miệng, nhưng vừa dứt lời gã đã hối hận. Vẫn là gã không có được bản lĩnh như viên cương, chủ yếu là chạy đến phủ thứ xử lừa người phụ nữ kia có thể mất mạng thật đấy. Không bao lâu sau, phương chiết đã sắp xếp xong phòng ốc, cố ý chọn gian sát vách. Ba người sang gian phòng mới xem thử, không có vấn đề gì. Hôm nay tạm thời thế là xong, Ngưu Hữu Đạo để cho Phương Chiết lo nốt việc, đưa Viên Phương ra khỏi khách sạn. Nói là đi thăm thú loanh quanh, thực ra là muốn thăm dò địa hình trong Châu Thành. Châu Thành rất lớn, chỉ sau Kinh Thành, đương nhiên độ phồn hoa không mấy nơi sánh được. Hai bên đường cửa hàng cửa hiệu san sát, người đến người đi nườm nượp không dứt, ai nấy đều quý khí, các vùng khác khó mà so được đi lại ở đây một lúc có thể khiến người ta tạm quên đi đây là thời loạn lạc viên phương là một tên nhà quê lên tỉnh chính cống đầy mặt tò mò hết nhìn trái lại nhìn phải thấy cái gì cũng lạ lẫm nghiêu hữu đạo lường gã một cái thầm thở dài con yêu này vẫn còn kém xa hầu tử nếu đổi lại bây giờ là hầu tử biết có thể gặp nguy hiểm nhất định gã sẽ luôn quan sát ghi nhớ địa hình đường xá mọi nơi đi qua chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra nhưng cũng không thể trách viên phương được xét một mặt nào đó Viên Phương vẫn là kẻ không có kiến thức, xưa nay chỉ ở nơi thâm sơn cùng cốc, nói là hòa thượng, thực ra là sơn tặc, cơ bản là chưa ra khỏi nơi đó bao giờ, tới nơi thành trì phồn hoa này, có hoa mắt cũng dễ thông cảm. Vậy thì Nưu Hữu đạo cho gã mở mang kiến thức một chút, quen rồi đương nhiên sẽ không ngáo ngơ thế này nữa, đi qua nơi náo nhiệt hơn nữa cũng như không thôi. Nhưng trên đời này còn có cậu oan gia ngõ hẹp, khi đi ngang qua một cửa hàng cực kỳ khí thế bên đường, Nưu Hữu đạo không nhịn được liếc mắt nhìn biển hiệu treo trên cao trên đó ghi ba chữ linh lung các lại nhìn trang trí và câu đối trong cửa hàng hắn ta đoán đại khái đây là nơi bán các loại kỳ chân đã đi qua rồi hắn ta cũng muốn vào xem thử bên trong có gì nhưng còn chưa qua đường hắn ta đã sửng sốt ngoài linh lung các có hai người canh cửa đang không ngừng nhìn trái nhìn phải một trong số đó thấy nghiêu hữu đạo cũng sửng sốt người này viên phương cũng quen biết chính là một trong các sư huynh tốt của nghiêu hữu đạo là người đã được hắn ta tha cho một mạng ở nam sơn tự chính là trần quy thạc còn nguyên nhân Trần Quy Thạc xuất hiện ở đây đương nhiên không thể tách rời khỏi Tống gia. Tống Cửu Minh có ba người con trai, trường tử Tống Toàn làm quan trong triều đình Yến Quốc, con trai thứ ba Tống Thư ở nhà, còn có lão nhị Tống Long hiện đang làm nhân viên ngoại giao của Đại Yến Thường trú ở nước Triệu. Ở nước Triệu, Thứ Sử Kim Châu cũng là một trong những nơi tự cầm binh. Nước Yến vẫn luôn nghe ngóng về những thành phần thế này ở nước địch, chỉ ước tất cả phong cương đại lại ở nước Triệu đều là như vậy. Với người này, Nước yên chỉ ước gì có thể lôi kéo được chừng nào hay chừng nấy, đương nhiên, tiệc mừng thọ 40 tuổi của Hải Như Nguyệt, thân là sứ giả nước yến ở nước triệu, làm sao Tống Long có thể bỏ qua cơ hội tới chào. Mặc kệ Tống Gia và Nghiêu Hữu Đạo có ân oán gì, nhưng thân là một trong những thành viên quan trọng nhất của phe bảo hoàng, phú quý cả nhà gắn chặt với hoàng đế Đại Yến, đương nhiên Tống Gia chỉ mong Đại Yến tốt đẹp. Nên Tống Long đã tự mình tới đây, trên danh nghĩa không phải chúc trọ mẫu thân thứ sử Kim Châu, mà là chúc thọ công chúa nước triệu. Hải Như Nguyệt vốn là muội muội ruột của hoàng đế nước Triệu. Đã là chúc thảo công chúa, đương nhiên về lễ nghi ngoại giao không thể có tí lỗi lầm nào. Còn Trần Quy Thạc, không được Thượng Thanh Tông chấp nhận đương nhiên chỉ có thể đi theo Tống gia. Thực ra coi như gã đã là người của Tống gia từ lâu rồi. Tiền đồ Tống gia đã hứa cho gã, Tống gia không nuốt lời, nhưng khi ấy Tống gia còn chưa hoàn toàn trở mặt với Thượng Thanh Tông nên chỉ đành phái Trần Quy Thạc đến nước Triệu, làm chân chạy cho lão nhị. Trần Quy Thạc canh dư ở cửa Linh Lung Các, còn lão nhị tống gia tống long đang ở trong các xem có thứ gì thích hợp để thêm vào lễ mừng thọ không sao tên này lại ở đây như hữu đạo giật mình thoát tim nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp trần quy thạc ở đây trước kia hắn ta đã nói với viên cương trước khi rời thôn trang ở huyện thương lư về lo lắng sẽ bị kẻ thù theo dõi kẻ thù này chủ yếu là tống gia từ thôn trang vượt núi băng đèo suốt một chặng đường dài đến đây rồi hắn ta không còn lo lắng nữa ở nước triệu này chẳng ai biết hắn ta là ai nhưng ai mà ngờ được, lại đụng độ với Trần Quy Thạc ở đây, còn cả người nhà họ Tống nữa. Nếu để Trần Quy Thạc tiết lộ tin tức, Tống ra biết hắn ta đã thoát khỏi sự bảo vệ của Thiên Ngọc Môn mà xuất hiện ở đây, 89 phần 10 là sẽ phái người truy sát. Đến khi ấy, đừng nói đến chuyện không làm xong việc cho Thương Triều Tông, chỉ sợ chính hắn ta cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. chương 152, chẳng gan giả tí nào một. Nghiêu Hữu đạo vẫn luôn tự nhận mình không thích đánh đánh giết giết, bỗng trong lòng dâng lên sát cơ nồng đậm tuyệt đối không thể để đối phương truyền tin hắn ta chậm rãi đi tới viên phương cũng kinh ngạc không ngờ sẽ gặp trần quy thạc ở đây gã không hiểu rõ ân oán giữa nghiêu hữu đạo và tống gia nên không biết nguy hiểm trong đó trần quy thạc có nằm mơ cũng không ngờ nổi sẽ gặp nghiêu hữu đạo ở đây ánh mắt nghiêu hữu đạo vẫn bình tĩnh nhưng đã cảm thấy sát cơ ập tới nhớ lại cảnh tượng ở nam sơn tự bị nghiêu hữu đạo áp sát gã hãi hùng khiếp vía nhoáng một cái gã lách mình trốn vào trong linh lung cát nhưng vừa thấy tống long thì mừng tới suýt hét lên bên cạnh tống long có cao thủ bảo vệ sao mình phải sợ nghiêu hữu đạo gã vội xông tới bên cạnh tống long nhị ra nghiêu hữu đạo ở bên ngoài sao tống long đang nghiêng đầu tập trung xem đồ hơi ngẩn ra không kịp phản ứng trần quy thạc vội nhắc nhở nghiêu hữu đạo là nghiêu hữu đạo sát hại diễn thanh thiếu gia hắn ta đang ở bên ngoài tống long nheo mắt phất phất tay mấy cái hai trong số bốn cao thủ đang đứng hầu trong linh lung các lập tức đi ra cùng trần quy thạc Nghiêu Hữu Đạo đã đi tới bậc thang cửa tiệm vội dừng khựng lại, thấy Trần Quy Thạc mỉm cười quay lại, hắn ta nhận ra nguy hiểm, nói một cách chính xác, hắn ta nhận ra nguy hiểm từ hai người đi cạnh Trần Quy Thạc. Hắn ta có thể khẳng định một điều, Trần Quy Thạc tự biết mình không phải đối thủ của hắn ta nên có thể hiểu được gã tự tin như vậy là từ đâu. Không chỉ Nghiêu Hữu Đạo, mà ngay cả Viên Phương cũng nhận ra nguy hiểm. Như sư huynh đệ, xem ra ngươi và ta thực sự rất có duyên phận. Trần Quy Thạc cười lạnh, gã dứt lời một trong hai người đi bên cạnh gõ nhẹ vào cánh tay gã. Gã quay lại nhìn, rồi vươn tay chỉ vào Ngưu Hữu Đạo ra hiệu. Tống Long xuất hiện, đứng trên cao nhìn xuống hỏi, người chính là Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? Tống Long bình tĩnh đáp, nhị bá của Tống Diễn Thanh. Quả tim của Ngưu Hữu Đạo nhảy bục một cái, bên cạnh người này có hộ vệ Kim Đan Kỳ, không làm gì được. Hắn ta đoán không sai, bên cạnh Tống Long có hai người Kim Đan Kỳ, hai trúc cơ kỳ, hai luyện khí kỳ nhưng hắn ta càng không thể hiểu nổi tại sao lại gặp vị này của tống gia có điều nghiêu hữu đạo không hề loạn vẫn bình tĩnh nói hóa ra là nhị bá của tống sư huynh nghiêu mỗ vẫn luôn nhớ mong người nhà họ tống đến kim châu sao không sớm tới chào ta cũng có thể tận tình địa chủ tống long đáp giờ cũng chưa muộn ta vẫn còn bận rộn mấy việc ở phủ thứ sử nếu không ngại chờ sau này ta sẽ cố gắng khoản đãi các vị hắn ta nói hai chữ khoản đãi ý tứ đặc biệt sâu xa dứt lời liền xoay người vắt tay một cái dẫn theo viên phương không chút hoang mang rời đi tên này là người của phủ thứ sử kim châu trần quy thạc sửng sốt tống long kiêu căng lạnh lùng nghiêm túc đứng trên cửa cao cũng có vẻ sửng sốt vẫn không dám cho người hạ thủ chưa làm rõ được thân phận của ngưu hữu đạo ở phủ thứ sử đương nhiên lão không dám manh động nhưng lão phản ứng lại rất nhanh có trời mới biết đối phương nói thật hay giả lừa lão há lại dễ dàng thế sao tống long trầm giọng hạ lệnh theo sau nếu không phải tới phủ thứ sử lập tức bắt lại cho ta. Nhớ kỹ, nếu không cần thiết, không được gây rối loạn trong thành. Hải như nguyệt mừng thọ, lão chạy tới gây náo loạn rất không ổn, khác nào không nể mặt chủ nhân. Tống ra không ngang ngược ở đây được, lão nói vậy, Trần Quy Thạc bên cạnh tự ý chen vào một câu nịnh bợ lấy lòng, đại nhân, kẻ đi bên cạnh nghiêu hữu đạo là một con yêu tinh gấu, là kim vương hùng trên dị thú lục, bộ lông có thể dùng làm áo giáp bảo vệ, đao thương bất nhập, có thể làm thọ lễ. Sao, Tống Long lập tức vung tay với hộ vệ, lập tức có bốn người đi theo, Trần Quy Thạc cũng đi, cùng với một tên Kim Đan Kỳ, hai tên Trúc Cơ Kỳ, một tên Luyện Khí Kỳ. Như hữu đạo dẫn viên phương rời đi cũng không dám hoảng hốt bỏ chạy, chỉ sợ chạy trốn lộ liếu quá sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ, chỉ trà trộn trong đoàn người qua lại mà lần đi. Viên phương hiểu ý hắn ta, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Tình cảnh vừa nãy dọa cho gã toát mồ hôi lạnh, may mà vị này phản ứng vẫn nhanh, nếu không chỉ sợ khó có thể thoát thân đi không bao xa, viên phương quay đầu liếc nhìn lại lập tức nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của trần quy thạc cách không xa không gần, thấp giọng nhắc nhở nhưu hữu đạo đạo gia không được, bọn họ cũng đi lên, nhưu hữu đạo quay đầu lại nhìn, xác nhận có bốn người đi theo, thấp giọng nói mục tiêu của bọn họ là ta, chúng ta tách ra đi, bằng không nếu nhớ động tay động chân rồi ta không thể chiếu cố cho ngươi, viên phương biết hắn ta nói thật, gã và tống gia không có cửu hận gì, đạo gia mới là mục tiêu của họ, mà hai người tách ra. Đạo gia đi một mình, tỷ lên thoát thân sẽ cao hơn, mang theo gã sẽ rất phiền toái, nên đáp được. Đạo gia, vậy ngài sẽ làm sao? Ngươi không cần lo cho ta, ngươi cứ tự thoát thân đã rồi nói. Chúng ta đi cùng nhau, rất có thể sẽ không ai thoát được. Nhớ kỹ, tới phủ thứ sử, chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài phủ thứ sử. Nếu phát hiện có tình huống gì không đúng, ngươi cứ trực tiếp xông vào trong phủ, bị bắt lại thòi nói do vương gia phái tới, đương nhiên phủ thứ sử sẽ liên hệ với phương chiết xác định. Viên Phương ừm một tiếng, ánh mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo rất phức tạp. Đạo gia đang định một mình dẫn nguy hiểm sao? Trước mặt, Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở, trước mặt là ngã ba, người đến người đi. Viên Phương hiểu ý của hắn ta là sẽ tách ra ở phía trước. Đến ngã ba, Viên Phương nhắc nhở, đạo gia, ngài cẩn thận đấy. Ngưu Hữu Đạo không nói gì, hai người tách ra, chia ra trái phải. Bốn người đi theo nhìn nhau, tu sĩ Kim Đan chỉ hai tu sĩ trúc cơ đuổi theo Viên Phương, còn mình dẫn theo Trần Quy Thạc tiếp tục đuổi theo Ngưu Hữu Đạo. Đi qua một quầy hàng, Ngưu Hữu Đạo quăng mấy đồng tiền vào trong giỏ, cầm mấy thứ hoa quả lên, để khí lướt đi, miệng gặp hoa quả, thuận tiện quay lại quan sát, phát hiện có hai người đi theo sau mình, lập tức thấy không ổn, phỏng trừng viên phương cũng bị phiền phức, không biết gã có thể thoát được không. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng đối phương sẽ không dám công khai động thủ trong phủ thứ sử, bằng không, sợ là viên phương sẽ rất khó thoát thân. Cắn một miếng trái cây thơm ngọt, như hữu đạo tiếp tục đi tới cực kỳ không vui trên một con đường khác viên phương cũng đang âm thầm than khổ phát hiện mình cũng bị theo dõi gã đi tới trước một quầy hàng vứt tiền mua một cái bánh khảo hỏi chủ hàng phủ thứ sử đi đường nào khi hỏi câu này gã hối hận muốn phát điên lúc trước có đi lòng vòng qua phủ thứ sử nhưng gã chỉ mải nhìn đường phố náo nhiệt quên đường đi chủ quán phất tay chỉ đi thẳng rẽ phải qua hai con đường là thấy viên phương nhớ đường gặm bánh khảo đi tiếp một tu sĩ trúc cơ kỳ đi tới quầy hàng viên phương vừa ghé, cầm một cái bánh lên, ném một viên ngân tệ cho ông chủ, hỏi, không cần trả lại, người vừa rồi đội mũ trên kia hỏi ngươi cái gì. Một cái bánh khảo kiếm được một viên ngân tệ, ông chủ quán mừng hết sức, không giấu gì, đáp, à, không có gì hết, chỉ hỏi phủ thứ sử ở đâu. Hai tu sĩ trúc cơ nhìn nhau, ánh mắt chìm xuống, ý thức được vừa nãy như hữu đạo lừa mình. Căn bản bọn họ không phải người phủ thứ sử, người phủ thứ sử làm sao không biết phủ thứ sử ở đâu hai người kia lập tức tăng tốc đuổi theo viên phương, không còn kiêng kỵ gã là người phủ thứ sử, chuẩn bị ra tay. Thấy kẻ theo dõi cũng tấp vào quầy hàng mình vừa hỏi, viên phương lập tức biết gay gâu rồi, chỉ hận không thể tự tát mình hai cái. Đây là hậu quả của việc ham chơi mà, chương 153, chẳng gan giả dạ tí nào hai. Trên thực tế là đúng như vậy, nếu đổi lại là viên cương, tuyệt đối gã sẽ không phạm phải sai lầm thấp cấp như thế. Thấy đối phương nhanh chóng áp sát, viên phương ném cái bánh trong tay đi, cũng mặc kệ tiếng kinh hô của mọi người trên đường, bay lên nóc nhà, lao vọt đi chạy trốn, hy vọng có thể sớm tới phủ thứ sử. Hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ cấp tốc bay lên, lắc mình đuổi theo, chỉ chốc lát sau đã đuổi theo viên phương. Viên phương nhận ra tu vi của mình kém xa đối phương, nhưng hối hận thì đã chậm. Bốp một cái, eo đau đáng sợ, viên phương chúng một cước ngã xuống con hẻm nhỏ vắng người, lăn lộn thất điên bát đảo. Vừa ổn định lại, gã lại chúng một cước vào ngực, một mũi kiếm lạnh băng dí vào cổ. Chật sau lưng có tiếng người hô lên như hữu đạo vội quay người lại thấy một người từ trên trời giáng xuống nhập bọn cùng hai người đang đuổi theo mình như hữu đạo nhận ra người này là một trong bốn người đã đuổi theo mình và viên phương nếu hắn ta đoán không sai chắc người này đã chia ra để đuổi theo viên phương thấy người này xuất hiện như hữu đạo ý thức được không ổn quả nhiên người kia thì thầm mấy câu với hai người đuổi theo mình ban đầu cả ba lập tức áp sát Nghiêu hữu đạo mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng rất tự nhiên chuyển hướng rẽ vào một thanh lâu xa hoa bên đường. Ai cũng có phần mà, một đám cô nương trang điểm lộng lẫy chen chúc tới, nghiêu hữu đạo thuận lợi lấy ra một nắm kim tệ lấp lánh quăng ra. a à, một đám cô nương lập tức xông tới cướp loạn lên, tú bà, quỳ công cũng tham gia kiếm tiền, hô gọi đến là náo nhiệt. Ba tu sĩ vừa vào trong thanh lâu, một bóng người nhảy nhoáng một cái qua cửa sổ bên phải cửa thanh lâu. Ba người vào từ cửa chính, nghiêu hữu đạo nhảy ra qua cửa sổ thuận lợi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại bước nhanh đi ba người kia vào trong thanh lâu thấy hiện trường loạn thành một đống mắt sắc quét quanh có người lắc mình lên lầu trên tìm có người tìm ở lầu dưới người còn lại nhanh chóng phi thân lên nóc nhà quan sát phòng ngừa nghiêu hữu đạo sẽ đào tẩu từ các hướng khác quay về khách sạn phúc lâm nghiêu hữu đạo nhanh chóng tìm phương triệt vừa thấy đã dặn mau đưa ta tới phủ thứ sử dẫn ta tới gặp hải như nguyệt bây giờ sao phương triệt ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ trời sắp tối rồi không thích hợp đi gặp người ta đâu nghiêu hữu đạo trầm giọng nói ngay lập tức mau lên nơi này không thể ở lại thêm lập tức rời đi không vội cũng không được căn cứ vào tình hình trước mắt thì nếu không có gì bất đắc dĩ những người này sẽ không dám quang minh chính đại giết người trong thành khả năng viên phương vẫn còn sống rất lớn nếu là viên cương hắn ta dám cam đoan dù có đánh chết viên cương cũng sẽ không khai ra điểm dừng chân ở đây nhưng cái tên viên phương kia quá khéo đưa đẩy hắn ta thực sự không dám chắc chắn không thể hy vọng vào viên phương sẽ cứng miệng mà mạo hiểm ở lại đây còn nữa nếu tìm được hắn ta viên phương sẽ càng nguy hiểm hơn nếu không thấy hy vọng sống của gã sẽ lớn hơn một chút hắn ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp cứu viên phương ra càng ra tay sớm tỷ lệ viên phương vẫn còn sống càng lớn để càng lâu gã càng nguy hiểm mặt khác để lâu không biết gã sẽ nói ra những gì nhất định phải thật nhanh Nghe vậy Phương Triệt lập tức biết có vấn đề xảy ra, vội gật đầu, được. Y lập tức đi gọi hai đồng bạn cùng làm việc, cùng Nhiêu Hữu Đạo cấp tốc rút khỏi khách sạn này. Mấy người tìm thuê một cố kiệu, Nhiêu Hữu Đạo ngồi vào trong, thẳng tiến đến phủ thứ sử. Đêm xuống, mấy người Trần Quy Thạc tìm trong thanh lâu một lúc lâu vẫn không thu hoạch được gì đành quay về quán Lưu Phương. Quán Lưu Phương là hội quán phủ thứ sử Kim Châu đã chuẩn bị chuyên môn để chiêu đãi khách mời, bên trong có không ít đình viện lớn lớn nhỏ nhỏ. Lần này, người đến chúc họ hải như nguyệt không ít tống long chỉ là một trong số đó mà thôi chạy tống long chắp tay đứng trong nội đường quay phát người lại nhìn chằm chằm tu sĩ kim đan kỳ tên tạ xuân dẫn đầu bốn người truy đuổi kia nghiêu hữu đạo kia có phải chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ không đấy mấy người các ngươi lại có thể để cho hắn ta chạy thoát ngay dưới mí mắt mình bệ hạ phái các ngươi tới hộ vệ cho ta ta rất lo lắng đó chỉ thiếu nước mắng thẳng vào mặt chỉ có một tu sĩ luyện khí cũng không bắt được sao ta còn mong các người bảo vệ ta nữa. Tạ Xuân lúng túng, gã cũng bực bội, rõ ràng tận mắt nhìn thấy Nghiêu Hiếu Đạo chạy vào trong thanh lâu kia, rõ ràng mấy người gã đã nhanh chóng khống chế thanh lâu đó ngay lập tức. Nhưng Nghiêu Hiếu Đạo cứ như thể bốc hơi vậy, chẳng còn tâm tích. Không chỉ biến mất ngay trước mắt bọn họ, mà người trong thanh lâu cũng không ai biết hắn ta đi đâu. Thực sự rất quái đản, Nghiêu Hiếu Đạo kia thực sự rất gian xảo, ném kim tệ. Tạ Xuân mới mở miệng biện giải, Tống Long đã ngắt lời, không cần giải thích ý là, giải thích có ý nghĩa sao? Một tu sĩ kim đan kỳ khác tên Hoàng Húc Thăng lên tiếng, Tống Đại Nhân, hiện giờ nói cái gì cũng không có ý nghĩa gì. Đồng bọn của Ngưu Hữu Đạo còn đang ở đây, mau nhanh chóng thần vấn ép hỏi tung tích của Ngưu Hữu Đạo mới quan trọng. Viên phương ngay lập tức bị kéo tới, Hoàng Húc Thăng rút kiếm chỉ thẳng vào mắt gã, Ngưu Hữu Đạo ở đâu? Dám nói dối nửa lời, ta sẽ móc một con mắt của ngươi ra. Viên phương run sợ, con ngươi xoay tròn, gã lập tức hiểu, Đạo gia đã chạy được, nếu không, người ta sẽ không hỏi gã như thế. Gã thầm gào thét trong lòng, nhìn đạo gia người ta đi, rồi tự nhìn lại mình xem. Trênh lệch cỡ nào, gã cũng không cậy mạnh, ra vẻ kinh hoàng sợ sệt run cầm cập đáp, "Khách sạn Phúc Lâm." Khách sạn Phúc Lâm ở đường Đồng Phúc, gã nói ra hết luôn đồng bọn đang ở phòng nào. Người như đạo gia, gã dám cam đoan, nhất định lúc này không còn ở khách sạn Phúc Lâm nữa, vì vậy, cần gì phải mạnh miệng để rồi phải chịu nỗi khổ ra thịt chứ? thậm chí gã cũng đoán được nhất định đạo gia sẽ nghĩ cách cứu mình, vì vậy vẫn phải tiết lộ một vài bí mật. Gã cũng hiểu rất rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Yếu thế chính là điểm mạnh của gã. Hiện giờ, gã giả bộ yếu thế để đối phương tin tưởng mình rất sợ chết, khi ấy đối phương mới tin mình. Nhưng gã cũng cực kỳ thấp thỏm không biết nghiêu hiểu đạo có thể có biện pháp gì có thể cứu mình từ trong tay những kẻ này. Gã không dám chắc chắn mình có thể lừa gạt được quá lâu. Hoàng Húc Thăng lập tức quay sang nói với Tạ Xuân, sư đệ người dẫn người đi một chuyến đi lần này không được phạm phải sai lầm nữa tạ xuân không nói gì nhìn viên phương một chút dù lão già này có nói đúng sự thật nhưng chẳng có tí gan dạ nào dọa một tí đã psn ra hết thân là đồng bọn làm sao nghiêu hữu đạo không biết lão già này nhu nhược cỡ nào hắn ta còn ở lại khách sạn đó mới lạ nhưng hết cách rồi thấy sư huynh trừng mắt với mình gã liền hiểu ý có một số việc vẫn phải giả vờ giả vịt trước mặt tống long một chút chương 154, Lương Y. Dưới màn đêm, một cố kiệu rừng ngoài phủ thứ sử, bị thủ vệ bên ngoài ngăn lại. Phương Chiết bước tới giao thiệp, như hữu đạo ngồi bên trong yên tĩnh nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh. Trong phủ rực rỡ ánh đèn, hoa mỹ, xa hoa. Rõ ràng thời tiết đã ấm hơn nhưng trong phòng vẫn nốt than. Trong phòng, một thiếu niên mặc quần áo dày cộm da rẻ trắng nõn không có tí sắc hồng nào, vành mắt cũng xanh tím, ngồi bên bàn, có vẻ chẳng hứng thú gì với một bàn bầy đầy sơn hào hải vị trước mặt một phụ nhân khác ngồi bên cạnh, bà ta mặc áo khoác nhẹ, cung trang lụa mỏng, làn da trắng nõn hơi lấm tấm mồ hôi. Hết cách rồi, thời tiết này còn đốt than sưởi ấm, không nóng mới lạ. Vị phu nhân này, giờ tay nhấc chân đều rất có uy nghi, dung mạo cũng rất rực rỡ, tóc mây vấn cao, mi mục như hoa, xinh đẹp kiểu diễm, thướng tha quyến rũ, thân thể đầy đặn đẫy đà. Thiếu niên kia chính là thứ sử Kim Châu kế nghiệp cha tiêu thiên chấn. Phụ nhân lại là đương kim trưởng công chúa của nước triệu, muội muội ruột của hoàng đế, mẫu thân của tiêu thiên chấn, hải như nguyệt. Tuy năm nay bà ta đã 40, nhưng dường như năm tháng rất khoan dung không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà ta. Biết con không thấy ngon miệng rồi, nhưng không ngon cũng phải ăn một chút. Hải như nguyệt tự gắp một đũa rau cho nhi tử, ngoài phòng, quản gia chu thuận tóc hoa dâm tới, không vào, nhưng gật đầu ra hiệu với hải như nguyệt. Hải như nguyệt ngẩng đầu nhìn, buông đũa đứng dậy, không quên dặn nhi tử, không muốn ăn cũng phải ăn một chút đây là tốt cho con thôi không phải hại con bà ta vừa đặt chân ra ngoài cửa nhà hoàn canh cửa lập tức phủ thêm áo khoác cho bà nhiệt độ bên ngoài không thể so với trong phòng có đặt lò sưởi chủ tớ hai người đi xa một chút chu thuận mới bẩm báo phu nhân phương chiết kia lại tới nữa rồi hai như nguyệt hơi lườm lão lại nói cái gì nữa cái gì nên nói bà ta nói hết rồi chẳng có gì để bàn bạc hết bà ta đã dặn hạ nhân không gặp người này mà giờ trời đã tối bà thân là một quả phụ sẽ không tiếp khách nam vào lúc này theo lý quản gia sẽ không cho vào nhưng giờ lão lại đang ở đây thông báo chắc chắn có nguyên nhân chu thuận đáp lần này y đưa một người đến nói là lương y dung bình quận vương đặc biệt phái tới trị bệnh cho thiếu gia lương y hải như nguyệt nhíu mày bọn họ đã biết bệnh tình của trấn nhi rồi còn có lương y gì có thể trị liệu chứ lão nô cũng cảm thấy kỳ quái theo lý thì không nên như vậy mới phải nhưng lão nô lại nghĩ Chuyện này hẳn là thương triều tông sẽ không làm bậy, vì vậy mới tới đây xin chỉ thị của phu nhân xem có gặp hay không. Hải như Nguyệt hơi do dự, nhưng cũng nghĩ giống lão, thương triều tông sẽ không làm sằng làm bậy với chuyện này, bèn gật đấu đáp đưa tới đi. Vâng, Chu Thuận khom người bước nhanh đi, không bao lâu sau, lão đưa Phương Chiết và Nghiêu Hữu Đạo tới. Hiện giờ bội kiếm của Nghiêu Hữu Đạo tạm thời bị giữ lại. Vào trong viện, kỳ kinh bắt mạch của hai người cũng bị tu sĩ nơi này khóa lại, Nghiêu Hữu Đạo không thể sử dụng pháp lực, dù sao, Hải Như Nguyệt vẫn nhớ tình cảm cũ với Ninh Vương mà quan tâm tới Thương Triều Tông. Dù sao, chuyện hai bên muốn nói là chuyện bí mật, không thích hợp để người ngoài biết. Nếu không phong bế pháp lực của Ngưu Hữu Đạo, tất nhiên sẽ phải để người bên cạnh chăm chú theo dõi. Bên đình đài thủy tạ, Hải Như Nguyệt mặc một thân quần dài hoa lệ ngồi nhìn mặt trăng lơ lửng giữa không trục, bóng người tịch liêu, trăng soi bóng nước. Phương Chiết và Ngưu Hữu Đạo đứng đằng sau cách đó không xa, cùng hành lễ với bóng lưng của Hải Như Nguyệt, xin chào trưởng công chúa. Chu Thuận tiến lại gần thì thầm mấy câu với Hải Như Nguyệt. Bà ta chậm rãi xoay người lại, dưới ánh đèn lung linh, phong tình vô hạn, khiến cho Ngưu Hữu Đạo không thể không thầm khen một câu mỹ nhân. Ngưu Hữu Đạo, ngươi không phải kẻ bị Thượng Thanh Tông nước yến ruồng bỏ sao? Hải Như Nguyệt cao cao tại thượng nhìn xuống ngử lạnh, Ngưu Hữu Đạo không ngờ đối phương cũng biết điều này, nhưng cũng hiểu, nước địch ngay sát phách, thế nào cũng phải có thám tử thăm dò tình hình huống chi thương Triều Tông cũng đang câu thông với bên này, làm sao đối phương không biết có chuyện gì đang xảy ra, nên không lạ lẫm gì, chỉ gật đầu thừa nhận, chính là tại hạ. Khi còn nhờ ở nước Yến, ta có giao du với Ninh Vương, cũng có lui tới với sư phụ Đông Quách Hạo Nhiên của ngươi, cũng coi như là bạn cũ. Làm sao đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên lại biến thành lương y chuyên trị nghi nan tạp chứng? Nghiêu hữu đạo phát hiện ra, thì ra Đông Quách Lão Nhi giao thiệp rất rộng rãi nhé. Hắn ta đáp, trưởng công chúa Minh Giám, ta không phải người thực sự chữa bệnh. Ta chỉ phụng mệnh hộ tống Lương Y đến đây, nhưng đến Phủ Thành lại gặp chút chuyện bất ngờ, Lương Y bị người ta cướp đi. Đôi mắt sáng của Hải như Nguyệt hơi tối lại, Chu Thuận cao mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Có điều này trưởng công chúa không biết, khi ta ở nước Yến có chút ân oán với đỉnh úy tống gia của nước Yến. Hôm nay vừa tới Phủ Thành, không ngờ đã tình cờ gặp được nhi tử của Tống Cửu Minh, bị người ta đuổi giết. Ta may mắn thoát thân, nhưng Lương Y dẫn đến lại rơi vào tay bọn họ lúc này ta cũng không biết lương y bị đưa đi đâu rồi chỉ đành bấu víu hy vọng trưởng công chúa có thể ra tay tìm lại lương y dù sao nơi này cũng là địa bàn của trưởng công chúa ở đây hắn ta không có quan hệ cũng không có nhân thủ muốn cứu viên phương chỉ có thể mượn thế vị quả phụ này phương chiết bên cạnh hơi suy tư nào có lương y nào đâu y cũng đoán được chắc là viên phương nghe vậy coi như cũng hiểu vì sao nghiêu hữu đạo phải vội vàng rút khỏi khách sạn phúc lâm như thế hải như nguyệt cũng có nắm được tình hình của thương triều tông vừa nghe tên nghiêu hữu đạo lập tức biết là kẻ bị thượng thanh tông ruồng bỏ đương nhiên cũng sẽ đại khái biết được ân oán của hắn ta và tống gia chu thuận đứng bên cạnh hải như nguyệt thấp giọng nói xác thực thứ tử tống long của tống cửu minh đã đến phủ thành đã được thu xếp ở lại quán lưu phương hải như nguyệt nhàn nhạt bình tĩnh nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo hỏi người xác nhận lương y ngươi mang tới có thể trị hết bệnh cho nhi tử của ta dù không thể diệu thủ chữa lành nhưng gã là người có khả năng có được quả xích dương chu nhất. Trường công chúa, bệnh của nhi tử ngài, vương gia hiểu rất rõ. Vương gia đã phái mấy người chúng ta tới đây để trị bệnh, đương nhiên cũng phải có vài phần chắc chắn. Trường công chúa, còn kéo dài nữa, sợ là khó giữ được mạng lương y. Giờ hắn ta mặc kệ tất, trước hết cứu được viên phương gia mới là chuyện khẩn yếu. Với hắn ta, đại nghiệp của thương triều tông chẳng thể so được với tính mạng của viên phương. Thứ hắn ta và thương triều tông theo đuổi khác nhau, giá trị quan và suy nghĩ cũng khác nhau hải như nguyệt chậm rãi quay đầu lại nhìn chu thuận nhàn nhạt hạ lệnh người tự dẫn người đi một chuyến đi bảo tống long giao người ra đây giọng nói ẩn hàm ý vị không được thất bại vâng chu thuận nghe theo quay sang nói với nghiêu hữu đạo đi theo ta một chuyến lão không biết cái người được gọi là lương y kia cần nghiêu hữu đạo nhận người cũng cần để nghiêu hữu đạo đối chứng với tống long không nhân chứng vạn nhất tống long không nhận thì phải làm thế nào Nghiêu Hữu Đạo lập tức bái biệt Hải Như Nguyệt, theo Chu Thuận rời đi. Chỉ lát sau, Chu Thuận đã triệu tập hơn 10 cao thủ đi theo. Còn Phương Chiết tạm thời được giữ lại phủ thứ sử coi như làm con tin. Trong quán Lưu Phương, mấy người Tạ Xuân vừa trở về không lâu, nhìn Tống Long chắp tay sau lưng mặt mũi tối sầm. Đương nhiên Tạ Xuân tay trắng trở về, thực sự xác nhận lời của Viên Phương nói, đúng là Nghiêu Hữu Đạo có ở tại khách sạn Phúc Lâm, chuyện này cứ tả tướng mạo với trưởng quầy hỏa kế khách sạn hỏi là biết chương 155, lần đầu giao chiến 1. Cũng không cần lục soát gì hết, mấy người tìm đến phòng khách thì đã là người đi phòng chống. Trường quỹ cũng đã nói, người vừa trả phòng rời đi không lâu. Tạ Xuân chẳng bất ngờ gì, đây là chuyện trong dự liệu, không có gì kỳ quái. Nếu Nghiêu hữu Đạo thực sự còn ở đó không đi mới là chuyện lạ. Chưa bắt được Nghiêu hữu Đạo, bọn họ đành phải tiếp tục thẩm vấn viên phương cẩn thận, ví dụ như Nghiêu hữu Đạo có thể đi đâu, vì sai lại tới đây, vân vân. Viên Phương vẫn cứ nhát như chuột, hỏi gì đáp nấy, chỉ là chẳng có lời nào là thật. Không hỏi ra được chuyện gì, đương nhiên Viên Phương không tránh được phải ăn chút đắng. Đúng lúc này, bên ngoài rối loạn tương bừng, rất nhiều nhân mã nhảy vào, chiến giáp ào ào vang động. Thủ hạ của Tống Long kinh hoàng chạy vào bẩm báo, đại nhân, quản gia phủ thứ sử chu thuận đến rồi, dẫn theo rất đông binh mã vây quanh viện tử này của chúng ta. Xảy ra chuyện gì rồi? Tống Long không hiểu gì hết, hỏi những người khác cũng vô ích, chẳng ai biết nguyên nhân. Lão vội vàng dẫn người chạy ra, vào trong sân, thấy Chu Thuận dẫn một đám người tiến vào, lão lập tức hiểu, vì có Ngưu Hữu Đạo đi bên cạnh Chu Thuận. Tình cảnh này khiến cho quả tim của Tống Long đập nhanh hơn một chút. Lẽ nào Ngưu Hữu Đạo này nói đúng sự thật, hắn ta đúng là người phủ thứ sử. Hoảng sợ hơn nữa là, Ngưu Hữu Đạo lại có thể động tới Chu Thuận tự mình giá lâm. Lão quay sang nhìn Tạ Xuân có vẻ chất vấn, các ngươi làm việc thế nào đấy? không phải đã dặn các ngươi đi xác nhận trước xem có phải người của phủ thứ sử không rồi mới được động thủ sao vừa thấy cảnh tượng này đám người trần quy thạc hãi hùng khiếp vía trong lòng gào thét làm sao nghiêu hữu đạo lại có thể đứng được ở kim châu như thế động tĩnh bên này quá lớn các sứ thần đến từ các nước có ý đồ xấu với nước triều cũng lần lượt bị kinh động kim châu điều động binh mã vây nơi sứ thần nước yến nghỉ ngơi người các quốc gia khác làm sao có thể không ra nhìn kỹ được thái độ của Kim Châu với nước Yến rất đáng để các quốc gia khác lưu tâm. Dù sao Kim Châu cũng đóng quân ngay cạnh nước Yến, nếu có xung đột gì, sẽ không phải chuyện nhỏ. Người trong các đình viện khác của quán Lưu Phương lần lượt xuất hiện, nhưng bên này bị trọng binh bao vây, không thể tới gần quan sát. Là lão sao? Chu Thuận nhìn chằm chằm Tống Long, nhàn nhạt hỏi. Nghiêu hiểu đạo bên cạnh xác nhận, không sai, chính là lão. Tống Long cực kỳ nghi ngờ, lẽ nào Chu Thuận dám làm sằng làm bậy gì với sứ tiết nước Yến là mình sao? dù trong lòng đã loạn nhưng dù sao lão tới nước triệu cũng là đại diện cho mặt mũi của đại yến thẳng thắn khiển trách chu thuận người có ý gì chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của kim châu sao thu thuận nhìn lão người giữ lễ là khách đương nhiên sẽ được tôn trọng như khách người vô lễ thì không được tống đại nhân đừng dài dòng giao người ra đây đi khi tới quán lưu phương lão đã tìm thủ vệ bên này xác nhận đúng là mấy người tống long có bắt một người vào trong quán lưu phương về thời gian rất khớp với lời của ngưu hữu đạo nên lão mới trực tiếp đưa binh đến bao vây. Làm sao Tống Long có thể thừa nhận mình đã tùy ý bắt người trong đất nước người khác? Đây không phải việc một sử tiết nên làm, nhìn thế nào cũng không hợp quy củ, bèn ngụy biện, giao người nào. Tống Mỗ không hiểu ngươi đang nói gì, Tống Đại Nhân vẫn nên phối hợp thì hơn, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tống Long ngẩng đầu ưỡn ngực, trung khí người phần đáp, ta chính là sứ thần nước Yến, ta cũng muốn xem xem ai dám lộn xộn chu thuận hỏi sứ thần nước yến có thể tùy tiện bắt người trong nước triệu ta sao tống long đối chọi gay gắt chu thuận không thể nói lung tung được tống đại nhân người tới là khách ta không muốn làm lớn chuyện nhưng hôm nay ta nhất định phải đưa người kia đi sao người ra đây ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra bằng không là ngài buộc ta phải hạ lệnh lục soát đó nếu tìm thấy người ta sẽ không thể làm gì khác hơn là bắt các ngài lại để cho triều đình nước yến cho kim châu một câu trả lời thỏa đáng tống đại nhân chuyện này không có cửa thương lượng ta lặp lại một lần nữa giao người ra đây ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra tuyệt đối nói lời giữ lời người bị bắt đang ở bên trong nơi này đã bị trọng binh bao vây giờ muốn giấu cũng không có chỗ nào mà giấu thái độ đối phương lại rất rõ ràng không có cơ hội thương lượng tống long không thể không châm trước hậu quả tuy bộ lông của kim vương hùng rất quý giá nhưng không là gì so với một số thứ ngoài ra con yêu tinh này cũng chẳng có giá trị gì với lão Huống hồ, ban đầu lão bắt nó cũng là để tặng người ta làm lễ vật, không có ý định giữ làm bảo bối riêng. Tống Long liếc nhìn mục tiêu thực sự của mình, như hữu đạo. Hai mắt lấp lánh, lão nghiêng đầu hạ lệch đưa người ra. Thấy người bên cạnh lão quay vào trong, như hữu đạo vội vàng hạ giọng nhắc nhở chu thuật, người chết không thể chữa bệnh. Hắn ta đang lo đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao, sự tiết bắt người trong nước bạn không phải chuyện nhỏ, bạn nhất mấy kẻ này giết Viên Phương rồi lấy cái cớ gặp người bị thương bên đường mang về cứu trị nhưng không đủ sức xoay chuyển đất trời không nhận người do mình bắt thì không thể nói rõ chuyện này được hai mắt Chu Thuận sáng lên dùng một giọng điệu hết sức nghiêm túc mà cảnh cáo ta muốn người sống nếu người đã chết đừng ai mơ có thể còn sống rời khỏi đây lão nói vậy lại nói một cách nghiêm trọng như vậy là vì lão biết nếu vị lương y này có thể trị hết bệnh cho thiếu gia thật sẽ có ý nghĩa thế nào với phu nhân cũng biết, tiêu gia đổ, lão thân là quản gia tiêu gia sẽ thế nào. Tống Long cười lạnh, khẩu khí thật lớn, ta chính là sứ thần nước Yến, dù là triều đình nước Triệu cũng không dám dễ dàng nói giết ta đâu. Xem ra, Kim Châu còn lớn hơn triều đình nhỉ, hôm nay Tống mỗ được lĩnh giáo rồi, Tống đại nhân hiểu lầm, Kim Châu sao dám lớn hơn triều đình, Kim Châu chỉ không sợ nước Yến thôi, Kim Châu sẽ không dùng túng người nước Yến làm sằng làm bậy trong cảnh nội nước Triệu thôi. Nếu Tống đại nhân không tin, cứ thử giao người chết ra xem. Ta dám cam đoan, vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì, nhất định bên nước Yến sẽ thông hiểu tình lý, không truy cứu. Tống Long bị Chu Thuận đổ ra một trời lửa giận, dù đối phương nói rất huyền chuyển êm tai, nhưng ý tứ rất rõ ràng, dù ta có giết ngươi, nước Yến cũng sẽ không dám truy cứu thật sự. Thợ là ngoại sứ, nghe nói vậy, không ai có thể nhịn nổi, nhưng cũng không dám thử đấm này. Chỉ vì nước Yến không nắm nổi nắm đấm, đánh không nổi một đòn, không thể uy hiếp kẻ địch, giữa hai nước là dựa vào thực lực để nói chuyện, miệng lưỡi chỉ vô dụng thôi. Dù chuyện này là do Tống Gia gây nên, nhưng hôm nay xem như lão đã được lĩnh giáo sâu sắc cái gọi là nước yếu không có ngoại giao. Ngay cả một chư hầu trong cảnh nội nước triệu cũng dám không coi nước yến ra gì, với một ngoại sử mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thực ra trong lòng lão hiểu rất rõ, quốc lực nước yến không hề yếu, so với nước triệu cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Nước yên yếu là vì loạn trong, nội bộ chiên năm xẻ bảy nếu là mấy năm trước ninh vương vẫn còn tại thế thống lĩnh hùng binh nước triệu thấy nước yến chỉ có nước cúi đầu khi đó nước triệu làm sao dám nói chuyện với sứ thần nước yến như thế nhưng trong mắt hoàng đế nước yến huynh đệ ninh vương của mình còn là kẻ địch gần hơn gấp hơn cả nước địch như lửa xém lông mày có một số chuyện bọn họ làm thần tử không tiện nói ra cuối cùng viên phương toàn thân máu me được kéo ra ngoài trước cường quyền tống long cũng phải thả người thấy viên phương Chu Thuận nhẹ nhàng hỏi Ngưu Hữu Đạo, là ông ta sao? Ngưu Hữu Đạo gật đầu, không sai. Lần thứ hai nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, thấy hắn ta dẫn theo nhiều người tới cứu mình như vậy, Viên Phương kích động muốn khóc. Quả nhiên đạo gia không bỏ rơi mình, quả nhiên đạo gia đã tới cứu mình. Chương 156, lần đầu giao chiến hai. Vừa rồi khi bị dùng hình, gã ý thức được, dù có khai hay không, chưa chắc đối phương sẽ bỏ qua cho mình, then chốt là vì sao đối phương phải tha cho mình gã còn tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi, không ngờ sau khi bị bắt một canh giờ, chính đạo gia đã hỏa tốc tới cứu mình ra, trong lòng ấm áp vô hạn. Có một số việc, dù trước đây nghiêu hữu đạo nói hay cỡ nào trong lòng viên phương vẫn nghi ngờ. Miệng nói một vạn lần cũng không bằng một lần tự mình trải qua. Viên phương kích động vạn phần tập tính bước tới trước mặt nghiêu hữu đạo, cảm động gọi đạo gia. Nghiêu hữu đạo nhìn gã từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, hỏi bị thương thế nào. Bị thương ra thịt thôi, chịu được, với gã, mạng sống còn cao hơn tất cả. Tống Long đối diện đột nhiên đổi sang khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói: "Chu quản gia, chỉ là chuyện hiểu lầm. Mong ngài bao dung, lão đang thăm dò thái độ đối phương, xem có cần phải ở lại phủ thành Kim Châu này không." Chu Thuận cũng chắp tay đáp lễ: "Tống đại nhân nói không sai, chỉ là một chuyện hiểu lầm. Chuyện này coi như cho qua, lão nô còn bận chút việc, xin được cáo lui trước." Thái độ của lão cũng rất rõ ràng, nói lời giữ lời, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra với lão chỉ cần mục tiêu được cứu ra an toàn là được lão cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà khiến cho kim châu triều đình nước triệu và nước yến xảy tranh chấp đại cục bày ra trước mắt đó ai cũng đều bất đắc dĩ dù bản thân vui lòng hay không vui lòng đều là người cầm được cũng buông được không kể tiểu tiết tống long thở phào nhẹ nhõm nhoẻn cười hiểu ý chu quản ra đi thong thả thứ cho không tiễn xa được tống đại nhân dừng chân chu thuận cũng khách khí đáp lại phát tay cho nhân mã lui ra xoay người dẫn người rút đi. Trước khi đi, Nghiêu Hiếu Đạo và Tống Long đối mắt một lúc, ánh mắt đều rất bình tĩnh, nhưng đều có vẻ bất thiện. Giao chiến lần đầu, Nghiêu Hiếu Đạo bị thiệt, bên Tống Long cũng mất mặt, không ai làm gì được ai, không thể nói ai thắng hay ai lời. Nhân mã vây quanh sứ thần nước Yến rút đi, Nghiêu Hiếu Đạo đỡ viên phương bị thương khắp toàn thân tập đánh đi ra, rất nổi bật. Chỉ ít, sứ thiết các nước đều nhìn thấy rõ ràng, cũng chia ra hỏi han về hai người xa lạ Nghiêu Hiếu Đạo và viên phương này ai cũng muốn biết họ là ai hỏi han một hồi những người khá quen thuộc tình cảnh kim châu kết quả ai cũng lắc đầu tỏ vẻ khôn quen chưa từng gặp như vậy càng kích thích sự tò mò của mọi người rốt cuộc là người nào mà có thể động tới cả chu thuận tự mình dẫn người đến sân sứ thần nước yên chứ đồng thời mọi người cũng cực kỳ quan tâm đến chuyện sứ thần nước yến tống long có nảy sinh xung đột gì với bên kim châu không có thể diễn biến thành xung đột lớn hơn không có thể lan tới kéo cả hai nước yến triệu vào cuộc mà thay đổi thế cục thiên hạ không? Năm đó, vũ triều băng hà, mấy trăm chư hầu xưng vương lập quốc, bố cục thiên hạ vẫn luôn biến động, dần dần diễn biến thành bảy nước hiện giờ. Xa không nói, mùi máu tanh khi nước tần bị chia tách dường như vẫn còn chưa tan đây. Thử hỏi, làm sao mọi người không quan tâm được cơ chứ? Chờ nhân mã chu thuận rút khỏi quán lưu phương, sứ thần năm nước tấn, hàn, tống, vệ, tề lập tức tới phía tống long ở cửa yến quán, tỏ vẻ quan tâm. Tống huynh, vì sao Chu Thuận có vẻ không ưa ngươi vậy?" Sứ thần nước Hàn ra các tầm hỏi đầu tiên, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Y là một người trẻ tuổi da trắng nõn nà, toàn thân áo trắng, Ngọc Thụ Lâm Phong, là người trẻ nhất trong số các sứ thần các nước, cũng là người có vẻ ngoài dễ coi nhất. Rõ ràng y nói chuyện không hề dễ nghe, nhưng mọi người đều có thể hiểu được. Nước Hàn mới tách từ một châu của nước Yến ra, hai nước vừa trải qua một trận đại chiến tử thương cô số, hầu như vẫn luôn trong tình trạng rằng co là quan hệ nước địch đường hoàng chính chính, nói chuyện với nhau êm tai được mới lạ. Tống Long lạnh nhạt nói, không lớn không nhỏ, ta đủ tuổi làm phụ thân ngươi đấy. Lễ giáo nước hàn dạy ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Lần sau nhớ gọi là thúc bá. Gia Cát Tầm cười ha hả đáp lại, chưa từng nghe giữa các nước có chia thứ bậc theo tuổi tác đâu đó. Lần sau, nước hàn ta phái một lão nhân trăm tuổi làm sứ thần, Tống Huynh gặp mặt, chẳng phải sẽ gọi là Gia Gia sao? Làm vậy sẽ không tiện đâu, sứ thần nước tống đồ hoài ngọc bên cạnh vuốt dâu, xem thường, chưa đủ lông đủ cánh cũng xứng làm sứ thần. Không phải ông ta bênh tống long đâu, mà là vì nước tống và nước hàn tiếp giáp, cũng có thị phi qua lại, lại thêm ra các tầm quá trẻ, không hợp mắt. Với lão gia hỏa, trẻ tuổi như vậy chỉ là kẻ vô dụng. Bên cạnh, sứ thần nước tấn sở tương ngọc, sứ thần nước vệ tùy phái, sứ thần nước tề tả an niên cũng đều đứng xem trò. Hết cách rồi, bốn nước triệu, hàn, tống, yến gặp nhau vẫn thường xảy ra mâu thuẫn dù sao, tấn, vệ, tề cũng cách xa một chút. Nói chung, bất kể thế nào, các vị sứ thần các nước này chạy tới đây chúc thọ hải như Nguyệt đều không có ý tốt. Không nói người khác, hoàng đế nước triệu hải vô cực nhìn thấy nên nghĩ thế nào. Nhất định những người này chỉ ước huynh muội hải vô cực xảy ra mâu thuẫn. Tống Long có tâm sự, không bụng dạ nào ở lại đấu võ mồm với bọn họ, đến nói cũng chẳng buồn nói, phất tay áo xoay người quay về. Quay về phòng, sắc mặt lão mới thực sự xa sầm xuống, dặn dò quan lại đi theo, nhanh chóng đi làm rõ quan hệ của Ngưu Hữu Đạo này với phủ thứ sử. Trong phủ thứ sử, Chu Thuận dặn dò người làm đưa Viên Phương đi rửa mặt và xử lý vết thương. Muốn mời người ta đi xem bệnh cho Tiêu Thiên Trấn, làm sao có thể đem bộ dạng chật vật này đi gặp phu nhân. Trong phòng rửa mặt, không có người ngoài, Viên Phương mới thì thầm hỏi Ngưu Hữu Đạo, "Đạo gia, ta chỉ nói ngươi ở khách sạn Phúc Lâm." Ngoài ra không nói điều gì khác, Ngưu Hữu Đạo cười cười đáp, "Không cần giải thích, ta tin ngươi." Viên Phương sừng sốt, trong lòng cũng cảm động, nhưng Nghiêu Hữu Đạo hiểu rất rõ, nếu Viên Cương nói ra bí mật gì, Tống Long hoàn toàn có thể trói Viên Phương lại không tha. Giờ không phải lúc phân tích nguyên nhân, Nghiêu Hữu Đạo thấp giọng nói, tình thế bất đắc dĩ, vừa nãy không thể xả giận cho ngươi. Viên Phương chậm rãi thay quần áo vội nói, ta hiểu ta hiểu, người xuất gia không có chấp nhiệm, không giận, không đáng kể. Có điều, giờ có cơ hội tốt cho ngươi xả giận rồi. Nghiêu Hữu Đạo kể lại chuyện tỉnh cầu phủ thứ sử đứng ra giải cứu, À, viên Phương kinh hãi, đạo gia, làm sao ta biết chữa bệnh đó? Như hữu đạo bình tĩnh đáp, không cần ngươi chữa, tới lúc đó chỉ cần ngươi tùy cơ ứng biến, cố gắng đừng mở miệng nói gì, mọi chuyện cứ để ta ứng đối, xem đi, càng giỏi càng phải trải nghiệm nhiều. Sau khi được dặn dò cẩn thận một hồi, Viên Phương đã hiểu rõ dụng ý của hắn nên gật đầu đồng ý, thể hiện mình sẽ phối hợp. Nhưng trong lòng gã rất phiền muộn, chuyện này quả thực là sách đầu đi liều mạng đó thực ra viên phương rất muốn hỏi như hữu đạo, không phải người nói đi ra ngoài kiếm đồ về để tu luyện à. Gã ở trong Nam Sơn tự sống cuộc sống Sơn dã nhiều năm, thanh tịnh đã quen, đột nhiên vừa vào đời đã bị cuốn vào trận phong vân thế này, đâm ra khá bối rối, không ứng phó kịp, đành phải lao động hùng hục để cố thích ứng với hoàn cảnh sống này. Thu dọn xong xuôi, họ cho người đi báo một tiếng. Rất nhanh, bên hậu viện tới thông báo mời hai người tới, có người dẫn đường. Cảnh tượng dọc đường đi khiến cho viên phương phải ngắm nhìn thật lâu. Xưa giờ gã chưa bao giờ thấy tòa nhà nào xa hoa như thế, ngẫm lại tiện dân sơn giã, lại nhìn nơi này, bùn mây khác biệt, gã cảm khái, bảo sao mà làm phú quý mê người như thế chứ, không trách ai cũng ngóng trông, trong lòng thầm niệm A-di-đà Phật. Trong một gian phòng khách được trang trí trang nhã, khách chủ gặp nhau. Viên phương hờ hững đứng im không nhúc nhích, chỉ có nghiêu hữu đạo hành lễ. Hải như nguyệt mặc một bộ thường phục hoa lệ đưa tay ra hiệu miễn lễ, nhìn sang viên phương tập tĩnh bên cạnh, hỏi vị này chính là lương y đến chữa bệnh sao. chương 157, có thù báo thù, như hữu đạo đáp, đúng vậy, không biết tôn tính đại danh của lương y là chi, quê quán nơi đâu, viên phương thờ ơ đáp, hoa đà, là thôn phu sơn dã thôi. a à, hóa ra là hoa tiên sinh, xem ra hoa tiên sinh không vui vẻ lắm, lẽ nào là bổn cung thất lễ. Nghiêu hữu đạo đáp, không gạt trưởng công chúa, chúng ta tới để chào từ biệt. Chu Thuận đang bình tĩnh đứng bên cạnh đột nhiên chừng mắt nhìn, uy nghiêm đáng sợ. Hải Như Nguyệt nheo mắt hỏi, người đang đùa giỡn với bổn cung sao? Bổn cung không tiếc đắc tội với sứ thần nước khác tới để cứu ngươi ra. Các ngươi còn chưa làm chuyện mình hứa hẹn đã muốn đi. Hẳn là các ngươi nghĩ, bổn cung là quả phụ dễ bắt nạt, dễ lợi dụng. Như hiểu đạo phân trần, trưởng công chúa hiểu lầm rồi. Hoa tiên sinh không ngại chạy ngàn dặm xa đến khám bệnh, nhưng không ngờ suýt nữa mất mạng nên không dám ở lại nơi này sợ lại gặp nguy hiểm hải như nguyệt nói lo xa rồi hoa tiên sinh chỉ cần chuyên tâm chữa bệnh bổn cung cam đoan với ngươi trên đất kim châu không ai dám động vào ngươi nữa có chuyện này trưởng công chúa không biết hoa tiên sinh xem bệnh có một quy củ tâm tình không thoải mái sẽ không trị không trêu ai không chọc ai tự nhiên bị người ta đánh bị thương hoa tiên sinh nuốt không trôi cơn giận này cực kỳ bực bội Hoa như nguyệt à một tiếng sâu xa, không biết làm thế nào tiên sinh mới có thể nuốt xuống cơn giận này. Như hữu đạo đáp ra tám chữ, có ân báo ân, có thủ báo thù. Trong phòng lặng đi một lát, hải như nguyệt quét đôi mắt sáng lấp lánh giữa hai người một lúc mới từ từ hỏi, không biết ngài muốn báo thù thế nào. Oan có đầu nợ có chủ, giao tống long cho hoa tiên sinh là được. Ha ha, hải như nguyệt cười nhạt, nhìn chằm chằm như hữu đạo nói, sao ta cảm thấy, đây không phải ý của hoa tiên sinh, mà là ngươi muốn nhân cơ hội tìm người nhà họ tống tính sổ đây là ý kiến thống nhất của ta và hoa tiên sinh sau khi thương lượng trước mặt người hiểu chuyện không nói vòng vo không gạt trưởng công chúa ý của ta chính là ý của hoa tiên sinh nghiêu hữu đạo vẫn cực kỳ thản nhiên bồi thêm một câu mối thù giữa ta và tống gia không thể nào hóa giải được ta cũng không có sức uy hiếp để tống gia chịu bỏ qua mối thù kia nếu vậy chỉ có thể một mất một còn trường công chúa có thể thấy rõ là thái độ của tống gia cũng vậy ta vừa đến Kim Châu là họ lập tức ra tay với ta ngay. Thế thì ta cũng chỉ có thể làm giống vậy thôi, chỉ cần trưởng công chúa giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ta nhất định sẽ giải yêu cho trưởng công chúa. Hải như Nguyệt lãnh đạm nói, còn nói không phải muốn lợi dụng bổn cung. Không phải lợi dụng, là mặc cả. Xem ra thương chiêu tông không muốn hợp tác rồi. Nếu mệnh cũng không còn, dung bình quận vương và trưởng công chúa hợp tác hay không có liên quan tới ta sao? Người đã ở trong tay bổn cung, còn có cửa mà mặc cả sao? Mệnh của lệnh Lang cũng đang trong tay ta. Trường Công Chúa cũng không có cửa để mặc cả đâu. Hải Như Nguyệt cười gần, chuyện cười. Xem ra ngươi sống lâu quá phát chán rồi. Bước ép xem bệnh sao? Hai kết quả, không trị hết hoặc trị cho chết luôn. Trường Công Chúa dám lấy tính mạng bệnh nhân ra thử không? Nói chung, bị bức bách, tuyệt đối không thể chữa khỏi. đương nhiên, Trường Công Chúa cũng có thể giết chúng ta, rồi để bệnh nhân tiếp tục chờ chết. Không biết Trường Công Chúa đồng ý chọn kết quả nào. Ta lặp lại một lần nữa, ngoại trừ ta và băng tuyết các, khắp thiên hạ này không ai có thể giải được nỗi yêu phiền như lửa xém lông mày này của trưởng công chúa đâu. Trong mắt hải như nguyệt bừng bừng lửa giận. Bà ta phát hiện tên này đúng là gan to bằng trời, đã lợi dụng còn dám áp trên mình. Nhưng đối phương có vẻ chắc chắn với kết quả trị liệu của mình như vậy, bà ta đành miễn cưỡng nhịn cơn tức này lại, hừ lạnh hỏi, chẳng lẽ người nói gì bổn cung cũng sẽ tin ngay hay sao? Dung Bình quận vương biết rõ bệnh của bệnh nhân mà còn phái chúng ta đến thế thì chắc trưởng công chúa có thể nghĩ được nguyên nhân. Mà chúng ta đang nằm trong tay trưởng công chúa rồi, nếu không thể giải yêu cho trưởng công chúa, sự tình đã nháo thành nước này, chúng ta còn có thể còn sống đi ra sao? Tuy mệnh của Tống Long quý giá, nhưng ta cũng không cần lấy mạng mình đổi mạng lão. Trong phòng lại im lặng, Hải Như Nguyệt và Chu Thuận bàn bạc một lát, cuối cùng, Chu Thuận nói trưởng công chúa không thể giết các sứ thần lung tung, làm vậy nước triệu sẽ chẳng thể trả lời được nước yến đương nhiên nước yến sẽ muốn giết nước triệu để trả thù tuy nước triệu không sợ nước yến nhưng nếu gây ra hậu quả chiến tranh người sau lưng kim châu sẽ không đồng ý người sau lưng đương nhiên là môn phái tu hành khống chế sau lưng kim châu ý lão là bên này không thể giúp hắn giết sứ thần nước yến nghiêu hữu đạo đáp nếu đây là ân oán cá nhân giữa ta và tống gia thì sao đương nhiên sẽ không có liên quan gì đến nước yến và kim châu ta nghĩ trường công chúa tạo ra một chút cơ hội để cho ta hạ thủ chắc không thành vấn đề trường công chúa không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào cũng không tổn thất gì ngược lại còn có lợi vậy vì sao không làm hình như hải như nguyệt không muốn dính líu đến việc này xoay người rời đi hành động này của bà ta cũng là một loại thái độ nghiêu hữu đạo hô lên trường công chúa dừng bước ta cần một thân phận ở đây để yểm hộ tránh khỏi bị người ta hoài nghi trường công chúa và vương gia hải như nguyệt hơi dừng bước Quay lưng nói, bên ta sẽ loan tin ra ngoài, nói ngươi là diện thủ của ta. Diện thủ, nam sủng sao, như hữu đạo toát mồ hôi lạnh, vội từ chối, không hợp không hợp, thân phận này không hợp. Viên phương đứng bên cạnh không nói gì, khóe môi giật giật, cũng có vẻ quái lạ. Hải như Nguyệt đang đứng đưa lưng về phía hắn hơi nghiêng đầu qua, hỏi, làm sao? Sợ dính vào một quả phụ là ta sẽ làm hỏng danh tiếng của ngươi à? Như hữu đạo vội vàng khoát tay, không phải không phải, ta sợ làm hỏng danh tiếng của trưởng công chúa. Hải Như Nguyệt chậm rãi quay lại, hỏi một câu không đầu không cuối, người thấy bổn cung thế nào? Ây, Nghiêu Hữu Đạo không biết nàng hỏi vậy là có ý gì, cẩn thận trả lời, đương nhiên là trưởng công chúa có phong thái tuyệt sắc. Người cảm thấy một quả phụ xinh đẹp như ta ngồi ở vị trí này còn có thể có danh tiếng gì tốt sao? Chỉ sợ bên ngoài đủ lời ong tiếng ve đã bay đầy trời rồi. Người yên tâm, với ta, danh tiếng chẳng là gì. Cơ mặt Nghiêu Hữu Đạo cứng ngắc, lần thứ hai xua tay từ chối ta phụng mệnh vương ra tới đây chuyện như vậy có thể miễn được thì miễn không bằng nói thẳng một chút ta phụng mệnh vương ra tới đây chúc thọ ngài hai bên gặp nhau vương ra ở thế yếu lấy lòng cũng là chuyện hợp tình hợp lý theo bối phận thì hải như nguyệt cũng coi như là cô mẫu của thương chiêu tông gặp vị công chúa này như hiếu đạo phát hiện theo một mặt nào đó huyết thống thương gia cũng khá từ ngoại hình của vị trưởng công chúa này và của thương triều tông có thể thấy được phần nào đương nhiên như hữu đạo cho rằng thương thục thanh là một ngoại lệ ngươi và chu thuận thương lượng mà làm đi hải như nguyệt không nói thêm gì nữa bỏ lại một câu kéo gấu váy dài mà đi nhìn theo bóng lưng bà ta như hữu đạo cường điệu nói với chu thuận thân phận trúc thọ vẫn tốt hơn quả thực hắn ta bị hải như nguyệt dọa cho hãi hùng khiếp phía rồi nếu gây ra tiếng đồn với cô mẫu của thương triều tông thì sau này gặp huynh muội thương thị sợ là không giải thích rõ được được chu thuận gật đầu như hữu đạo chắp tay cáo từ về phần phải ra tay với tống long thế nào thì hãy để cho đối phương suy nghĩ thật kỹ mưu tính thật kỹ chu thuận giơ tay ra hiệu hắn không cần đi vội nhắc nhở tống long không tiện xảy ra chuyện ở đây dù là điều động nhân mã hay dùng đến tu sĩ cũng sẽ kinh động đến người sau lưng kim châu kẻ ấy chắc chắn sẽ không đồng ý vì không muốn dính vào phiền hà này mà ám sát cũng không được theo thông lệ các sứ thần sẽ được bảo vệ ở quốc gia bạn nếu bảo vệ bất lợi bên này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm vì vậy dù là công khai hay gián tiếp, trưởng công chúa cũng không tiện tham gia. Bằng không, chẳng có ai là kẻ ngu cả, ai cũng có thể nhìn ra được. mươi 158, giúp ta một chút, nghe ý này là không muốn giúp rồi. Như hữu đạo từ tốn hỏi, chu quản gia có ý gì? chu thuận khoát tay, ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào ở trong quán lưu phương, ngươi sẽ tự nghĩ biện pháp ra tay. Như hữu đạo xa sầm mặt, bên cạnh lão có nhiều cao thủ như vậy, làm sao ta ra tay được? Chúng ta không thể giúp ngươi, nhưng bên quán lưu phương có người có thể giúp ngươi, điều còn lại là xem ngươi có nắm được cơ hội không thôi. Không bao lâu sau, nhóm người nghiêu hiểu đạo và viên phương được mời ra khỏi phủ thứ sử, di chuyển sang quán lưu phương, phương chiết cũng được thả ra. Trong một gian tiểu viện đằng sau quán lưu phương, nghiêu hiểu đạo không nghỉ ngơi chút nào mà lập tức ra mặt bái phòng khách quý trong quán. Trong thư phòng hàn quán, ra các tầm đang khêu đèn lật xem công văn. Một gã tùy tùng bước nhanh vào, bẩm báo, đại nhân, bên ngoài có một khách mời tên ngưu hữu đạo cầu kiến đại nhân ngưu hữu đạo ra các tầm ngẩng đầu nghi ngờ hỏi người nào gã tùy tùng giải thích trước đó đại nhân từng gặp rồi là người từ yến quán đi ra có lẽ đại nhân từng nghe đến thân phận của họ rồi ồ ra các tầm hứng thú y là sứ thần ngoại giao mà đi ngoại giao tức là ra ngoài lui tới để kết giao vì lợi ích quốc gia y bèn đặt sách trong tay xuống cười ha hả nói mau mời vào chốc lát sau khách và chủ gặp nhau trong sảnh chính hàn huyên một hồi gia cát tầm đưa tay mời ngưu hữu đạo ngồi xuống dùng trà cười tươi hớn hở nói không biết ngưu huynh đến đây có gì chỉ giáo ngưu hữu đạo không nói hai lời vào thẳng chủ đề ta muốn giết sứ thần nước yến là tống long hy vọng gia cát huynh giúp ta một chút gia cát tầm á khẩu không trả lời được hơi ngẩn ra y thầm nghĩ người này có bị bệnh không ta còn không biết ngươi là ai vừa thấy mặt ngươi đã yêu cầu này nọ Viên Phương đi bên cạnh còn nắm được chút tình hình, Phương Chiết đi cùng mới không chịu nổi, nhìn Ngưu Hữu Đạo một cách cực kỳ nghi ngờ. Chuyện gì thế này, giết Tống Long sao? Y rất muốn kéo Ngưu Hữu Đạo ra ngoài hỏi cho rõ, người tới làm việc cho vương gia, giết sứ thần một nước là làm việc cho vương gia hay tìm phiền phức cho vương gia đây? Hai người áo xanh sau lưng ra Cát tầm nhìn nhau, ra Cát tầm nuốt nước bọt, vội bưng chén trà nhấp một ngụm ép mình bình tĩnh, che giấu sự thất thố. Đặt chén trà xuống, y mỉm cười hỏi, "Ngưu huynh đệ, người đang nói đùa sao? Không nói đùa, ta nói thật, ra các tầm lắc đầu, người nghiêm túc cũng được, đùa cợt cũng được, lúc nãy ta không nghe thấy gì hết. Uống trà, y đưa tay ra hiệu mời dùng trà.